Mình sẽ quay lại với lại bài 6 của chương trình phổ cập blockchain. Thì trong năm cái buổi học trước thì các bạn đã được đi qua khá là nhiều phần rất là chi tiết về Bitcoin đúng không? Và cái buổi ngày 2 tuần trước thì anh Trung cũng đã giảng cho các bạn về cái triết lý của Bitcoin và tại sao Bitcoin lại là một cái hiện tượng như vậy. Thì từ cái buổi thứ sáu cho tới cái buổi cho tới những cái buổi sau của cái phần còn lại với chương trình học của mình thì mình sẽ đi sâu hơn về Ethereum và những cái ứng dụng thực sự của blockchain trong cái nền công nghiệp cũng như là cái cuộc sống. Thì bài ngày hôm nay mình sẽ học về Ethereum và smart contract. Mình sẽ nói sơ qua về smart contract rồi về cái structure của Ethereum. Một cái điểm nổi bật của Ethereum đó là cái Ethereum Virtual Machine. Mình sẽ giải kỹ về cái đó. Những cái use case gọi là cơ bản nhất của Ethereum và sau đó là nói về cái hệ sinh thái của Ethereum. Thì cái lecture ngày hôm nay sẽ là một cái bài khá là tổng quan, cái bài mang tính chất giới thiệu nhiều hơn. Rồi mình sẽ giống như là cái những cái bài về Bitcoin, mình sẽ có những cái buổi thảo luận chuyên sâu hơn về từng phần một. Thì về smart contract thì trước hết để mình hiểu được Ethereum thì mình phải có review lại là vì sao Bitcoin lại rất là đặc biệt. Nếu mà có một cái gì đó get away từ cái buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy rằng Bitcoin là cái phát súng đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên tạo nên cái tên tuổi blockchain. Người ta vẫn thường gọi là Bitcoin chính là 1.0 và Ethereum chính là 2.0. Vậy thì trước hết để hiểu là cái 2.0 nó quan trọng như thế nào thì mình hãy cùng review lại một số những cái tính chất rất là đặc biệt của Bitcoin. Thì trong cái buổi học đầu tiên thì anh đã có giải thích khá rõ về Bitcoin và bốn cái đặc tính rất là quan trọng của Bitcoin là identity, rồi transaction, rồi cái blockchain và cái consensus có nghĩa là cái proof of work đúng không? Thì để nhắc lại là cái cách mà Bitcoin hoạt động, cái identity ở đây chính là cái ID của mỗi người sử dụng. Thì các bạn đã nhớ là mình có một cái buổi giảng rất là sâu về cái cryptographic đúng không? Cái phần mã hóa để tạo nên cái Bitcoin. Thì trong đó là từ một cái số rất là random mình có một cái private key. Từ cái private key mình có những cái công thức nhất định để tạo ra được cái public key đúng không? Và cái cách mà Bitcoin nó hoạt động được là nó dựa vào cái số lượng lớn kinh khủng của cái private key có thể tạo ra. Mình nhớ là nó là bằng cái số cát của bao nhiêu cái hành tinh. Thì đó là based on cái concept là không thể có những cái sự là trùng nhau giữa các cái private key, mà từ đó mình sẽ luôn warranty là mỗi người luôn có những cái key rất là khác nhau, cái public address rất là khác nhau. Rồi, thì sau identity thì mình học về transaction, cái cách mà chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản ở trong cái Bitcoin. Thì các bạn có nhớ tới cái UTXO model cũng như là cái model con heo đất mà mình cũng có làm bài tập khá nhiều đúng không? Thì ở đó thì mình thấy là nhờ có cái những cái con heo đất như vậy, cái cách approach thì UTXO như vậy mà nó luôn bảo đảm được cái tính privacy, có nghĩa là cái tính về privacy là gì ta? Privacy và security rất rất là tốt. Thì mặc dù là UTXO nó khá là khó hiểu cho những ai mới bắt đầu vào Bitcoin, nhưng nó là một trong những cái phát kiến rất là quan trọng trong cái hệ thống của Bitcoin, giúp cho Bitcoin có thể hoạt động một cách độc lập, một cách rất là ẩn danh và cho tới ngày hôm nay thì vẫn là cái cách hoạt động được xem là rất là đặc biệt. Mình nói qua cái này để mình hiểu là Ethereum nó sẽ chọn cái approach khác và vì sao lại là như vậy ha. Rồi, cái ý thứ ba mà mình phải nhớ là Bitcoin nó rất quan trọng là nó sử dụng blockchain cho cái record keeping đúng không, là giữ mỗi người là một cái nhà băng và mỗi người giữ một cái bản sao của toàn bộ những cái lịch sử xảy ra trên Bitcoin. Rồi từ đó thì nó lại sử dụng cái merge root đúng không, là cái bên phải này nè, ở phía dưới một cái transaction xảy ra thì sẽ đều được hash và sẽ được lưu lại bằng một cái bằng chứng là nó đã từng xảy ra ở trên cái blockchain này. Và nếu mà chỉ có những cái thay đổi, bất cứ một cái thay đổi nào dù nhỏ như thế nào ở những cái transaction này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái domino effect, nó thay đổi toàn bộ
các cái hash sẽ thay đổi toàn bộ cái bulk group, và từ đó nó thay đổi toàn bộ cái blockchain. Thì chính vì vậy nhờ có cái bulk group cũng như là cái blockchain mà mình bảo đảm được cái tính gọi là minh bạch của một cái blockchain. Rồi, và cái ý cuối cùng thì chính là cái consensus, cái cơ chế đồng thuận và proof of work, mà mình cũng đã có giải thích khá nhiều, là dựa trên cái việc là tất cả những thợ đào được cùng tham gia vào hệ thống, cùng giải một bài toán, và ai giải nhanh nhất thì sẽ được quyền mai cái block, đào thành công cái block đó. Thì nó thể hiện được cái tinh thần là chống những cái hoạt động là cheating, chống những cái hoạt động là hacking, và bảo đảm được cái tính là dân chủ ở trong một cái hệ thống là hoàn toàn phi tập trung. Thì trong cái lecture 4 thì anh cũng đã có đi khá sâu và giải thích một số những cái còn chưa có hoàn thiện của cái proof of work. Ở đâu đó người ta vẫn có những cái cách để người ta tìm cách ăn gian một tí, người ta tìm cách cheat một tí, có một số những cái lợi thế nhất định, nhưng mà về cơ bản, về tổng thể thì cái proof of work nó là một cái hệ thống hết sức là fair, nó là một cái hệ sống có thể coi cũng là một cái phát triển quan trọng của Bitcoin, và ít nhất thì cho tới ngày hôm nay là đã trải qua 13 năm thì Bitcoin vẫn hoạt động rất tốt với lại cái proof of work này. Rồi, thì từ bốn cái ý chính mà mình vừa mới review thì mình sẽ thấy rằng Bitcoin nó mang lại năm cái đặc tính vô cùng quan trọng mà bất cứ một cái blockchain nào mới, blockchain platform, cơ sở hạ tầng blockchain nào mới như là Ethereum cũng sẽ được thừa hưởng từ từ những yếu tố đó. Thứ nhất nó gọi là pseudonymous, có nghĩa là cái tính nửa ẩn danh, tức nghĩa là anonymous là khi mà em làm cái gì không ai biết em là ai, không ai có thể truy ra được em. Pseudo anonymous có nghĩa là nó rất minh bạch tất cả những cái tài khoản ở trên Bitcoin chuyển tiền đi đâu ai cũng biết được hết, nhìn vào blockchain là thấy được tất cả những cái lịch sử giao dịch, đúng không? Nhưng mà cái pseudo, cái nửa ở đây là người ta sẽ không có thể biết là cái tài khoản đó nó là thuộc về cái nhân vật nào, hay là thuộc về nhiều nhân vật nào, hay là một cái nhân vật ngoài đời thực sự là cầm bao nhiêu cái tài khoản. Những cái đó là những cái không biết được. Sẽ có những cái cách mà những cái hệ thống như là FBI, CIA họ có thể dùng, họ sử dụng nhiều những cái khả năng, những cái skill khác nhau, cái kết hợp khác nhau để họ tìm cách họ truy bắt một số những cái tội phạm sử dụng Bitcoin. Nhưng mà đó là beyond cái scope của cái tổng quan của Bitcoin. Về cơ bản là Bitcoin không cho phép, thí dụ như anh có 5 cái ví ở Bitcoin thì mọi người sẽ không biết được là anh có 5 cái ví và cái ví nào là của anh, nhưng họ vẫn biết cái ví nào, cái ví đang chuyển tiền. Thì cái tính chất nửa ẩn danh này nó rất là quan trọng. Mình sẽ giải thích nó khi mà mình nói sâu hơn về Ethereum, mà vì sao cái KYC của những cái ngân hàng truyền thống nó rất khác ha. Democratic có nghĩa là tính dân chủ, có nghĩa là tất cả những quyết định trong một cái hệ thống phi tập trung thì đều phải có một cái cơ chế hoạt động nào đó mà không cần phải có sự tin tưởng vào bất cứ ai hết. Mình là không cần phải tin người kế bên, mình không cần biết người kế bên là ai, nhưng mình tin vào cái chuyện là khi mình có một cái quyết định và mình có một cái bầu cử thì nó sẽ diễn ra một cách là công bằng và tiếng nói của mình là có trọng lượng. Ý thứ ba là immutable ledger truth, có nghĩa là cái sổ cái không thể thay đổi được. Cái này nó quan trọng bởi vì nếu như mà nó có thể thay đổi và người ta không biết được là nó thay đổi thì nó sẽ làm cho những cái yếu tố về Ethereum hay những cái hệ thống sinh thái sau này gặp rất là nhiều vấn đề. Uncensorable có nghĩa là không thể mà censor có nghĩa là sao ta? Censor có nghĩa là chắc cái bài dạy tiếng Việt có cái chữ tiếng Việt ha, thì em coi cái đó, nhưng mà ý là mình có giải thích về cái chuyện đó, là khi mà một cái hệ thống nó bị censor có nghĩa là những cái người tham gia đó có thể bị bắt, có thể bị không cho phép tham gia nữa, hoặc là có thể bị theo dõi, thì cái hệ thống phi tập trung nó sẽ giải quyết các cái vấn đề đó. Trong cái bài 4 thì anh cũng có đưa ra một số những cái scenario là nếu như một cái hệ thống blockchain mà nó rất là muốn censor, nó muốn không cho một người tham gia, thì nó có một số những cái cách nó có thể làm được nếu như mà nó chiếm đại đa số của cái mining power, đúng không? Nhưng mà thật sự thì trong Bitcoin thì mình không gặp cái trường hợp đó, bởi vì là cái lượng số lượng thợ đào của Bitcoin là rất lớn và không có một
một cái tổ chức nào mà nắm tới 50% của Bitcoin hoặc là 30% của Bitcoin để mà có thể chi phối và có thể là blacklist người này người kia được. Và cái cuối cùng là distributed, no central point of failure, có nghĩa là khi một cái hệ thống nó phân tán thì rõ ràng là ở đây là mình thấy ngày nào mà chỉ còn cần một cái thợ đào Bitcoin vẫn còn hoạt động thì cái hệ thống Bitcoin nó vẫn còn hoạt động, đúng không? Hiện tại là nó còn, mình biết là mình có tới hàng trăm ngàn mà các cái máy đào chiếm với cái máy đào Bitcoin, và đó là tạo nên cái sự phân tán rất là cần thiết. Thì ngay cả khi một cái chính phủ có muốn shutdown, có muốn là bắt cái hệ thống Bitcoin, nó cũng không thể làm được, bởi vì Bitcoin hiện giờ nó dàn trải trên khắp cả thế giới và chỉ cần một số lượng ít người thợ đào vẫn còn hoạt động là Bitcoin vẫn còn hoạt động. Ok, thì mình đi hết những cái đó để hiểu rằng đây là những cái tính chất rất là quan trọng. Và không phải là mình học Bitcoin là một cái ví dụ để mà mình hiểu rõ về năm cái yếu tố anh vừa mới nói, đúng không? Và từ đó thì mình sẽ thấy rằng nó là những cái transferable benefit, có nghĩa là sự chuyển giao cho bất cứ một cái hệ thống blockchain nào khác. Vậy thì Ethereum có cái gì đặc biệt hơn so với lại Bitcoin? Cái mà Ethereum có cũng được coi là cái tính chất đặc biệt nhất của Ethereum thì người ta gọi nó là smart contract, đúng không? Thì smart contract thì dịch đơn giản chỉ là hợp đồng thông minh. Vậy thì hợp đồng là gì? Trước khi mà có cái Ethereum với khái niệm về hợp đồng thông minh ấy, thì khi người ta nghe về hợp đồng, người ta chỉ đơn giản nghĩ nó là một cái agreement, là một cái sự đồng ý của hai bên hay là nhiều bên, một cái bản được viết, một bản cam kết được viết ra thể hiện một cái sự đồng ý về một cái điều gì đó giữa hai bên hoặc là nhiều bên, và nó được bảo vệ bởi luật pháp, đúng không? Vậy thì hợp đồng thông minh nó khác như thế nào? Hợp đồng thông minh nó khác là thay vì nó là một cái bản viết bằng giấy và được hiểu bởi một bên, hai bên, nhiều bên, thì cái bản hợp đồng thông minh nó được viết bằng code, nó được viết bằng phần mềm, và ở bên trong đó nó đã ghi rõ tất cả những cái điều kiện mà sẽ giải quyết những cái tranh chấp, làm sao để giải quyết các cái tranh chấp, làm sao để mà verify, kiểm chứng lại cái đó là đúng, và làm sao để mà thực thi luôn khi mà những cái điều đó nó xảy ra. Tức nghĩa rằng ở đây là sẽ không có chuyện là mình anh với lại các bạn có một cái hợp đồng với nhau thì không phải là khi mà nó không có được tốt thì mình sẽ đi ra tòa kiện nhau, nó không có như vậy. Cái hợp đồng thông minh là nó sẽ ghi rõ ràng luôn là cái gì là đúng, cái gì là không đúng. Khi cái điều kiện đó nó xảy ra thì tự động những cái hoạt động sau đó nó sẽ tự được trigger, và như vậy thì mình không cần phải có một cái tòa án nào cả, không cần phải có ai đứng ra làm chứng gì cả, và tất cả nó chỉ được hoàn toàn là dựa trên cái code mà mình viết ban đầu. Thì nó có một cái chữ khá là quan trọng mà các bạn sẽ thấy khá nhiều khi nói về Ethereum nói chung, và sau này nhiều các platform khác nói riêng, thì người ta sẽ gọi nó là in code we trust, có nghĩa là chúng ta tin vào code chứ chúng ta không tin vào cái gì viết ra, chúng ta không tin vào cái việc tòa án sẽ thực thi. Vậy thì mình sẽ cần một cái đơn vị trusted nào đó nắm giữ cái code này, và mặc dù là cái đơn vị này nó không phải là nó là một cái central, nó không phải là một cái đơn vị trung tâm hay là tập trung, mà nó chỉ đơn giản là nó verify cái code này, và khi cái code này xảy ra thì tự động những cái hoạt động nó sẽ xảy ra sau đó, bất kể là cái entity này có can thiệp được. Ok, thì có bạn nào có quick question về phần 1 này không? Ok, nếu mà không có thì mình sẽ move qua phần 2 ha. Thì coi như cái phần 1 là đơn giản chúng ta review lại về Bitcoin và giải thích thêm một chút về cái hợp đồng thông minh. Nó sẽ là cái foundation mà mình nói về Ethereum. Vậy thì Ethereum là gì? Ethereum nếu mà mình vào website thì nó chỉ đơn giản nói rằng đây là một cái hạ tầng cho phép người ta run những cái ứng dụng phi tập trung, build những cái ứng dụng phi tập trung. Đó. Từ phía tổng quan thì Ethereum là một cái hạ tầng phi tập trung được tạo ra để mà vận hành những cái hợp đồng thông minh mà mình vừa mới giải thích phía trên. Nói một cách nôm na
thì Ethereum là một cái máy tính phân tán, đúng không? Một cái máy tính lớn phân tán ra thành rất là nhiều mảnh và dùng để mà vận hành một cái code. Ví dụ như bình thường khi mà mình viết code, đúng không? Mình viết một cái code xong mình bỏ lên trên máy của mình, rồi cái máy của mình nó tự nó chạy cái code đó. Ví dụ như anh muốn run một cái code in ra cái chữ hello world, anh đánh vô là print hello world, thì cái máy của anh nó sẽ hiện ra chữ hello world. Hoặc là nếu mà anh làm một cái program để mà cộng một với lại một bằng hai, thì khi đó cái máy của anh nó sẽ làm một cộng một và nó sẽ in ra làm hai. Thì bây giờ mình hãy nghĩ về Ethereum, nó là một cái máy tính khổng lồ, một cái máy tính hoàn toàn phi tập trung, nó được run bởi hàng trăm ngàn những cái máy, và nó cùng run cái code một cộng một bằng hai, hay là cái code hello world đó, đúng không? Rồi, Ethereum thì nó là account based blockchain, nó khác với lại Bitcoin UTXO. Thì Ethereum là nó sẽ đi theo từng account, nó sẽ đi theo từng tài khoản. Rồi, nó là cái yếu tố thứ ba là distributed state machine. Có nghĩa đây là một cái thay vì Bitcoin nó chỉ đơn giản là nó có là anh có bao nhiêu tiền sau cái mỗi cái in and out, mỗi một cái transfer hay một cái transaction, thì mình sẽ biết là mình sẽ đặt một con heo đất, mình lại mở ra một con heo đất mới. Tức nghĩa thật sự là Bitcoin là nó keep những cái số những con heo đất còn lại với nhau, đúng không? Thì Ethereum bởi vì là nó không phải chỉ có câu chuyện là chuyển tiền mà nó còn là nhiều cái thứ khác, thì thật sự nó là một cái sự thay đổi về một cái global state, đúng không? Là một cái trạng thái chung của cả một cái hệ thống. Thì mỗi lần mà có một cái transaction xảy ra thì nó sẽ thay đổi một cái gì đó ở trong cái global state. Thì nếu mà các bạn có hay chơi cờ cờ vua hay cờ tướng thì các bạn có thể hình dung là cái global state thì cái state machine nó cũng chỉ là giống như vậy thôi, nó giống như là một cái bàn cờ sau mỗi một cái nước đi, đúng không? Mỗi lần mà mình có một cái nước đi mới thật là một cái transaction, thì khi mà có một cái bước đi mới, mình chuyển con ngựa hay mình chuyển con tượng hay mình chuyển con xe, thì khi đó là cả cái bàn cờ nó sẽ có một cái state mới sau mỗi một cái bước đi, đúng không? Thì Ethereum các bạn có thể hình dung nó là như vậy, mỗi một cái transaction nó sẽ thay đổi cái state chung của cả cái bàn cờ, của cả một cái bàn cờ ở đây chính là cái Ethereum state. Thì mình sẽ giải thích sâu hơn về cái chuyện là từng cái đó nó thay đổi như thế nào, nhưng mà cơ bản là cái ý này là ý rất quan trọng, có nghĩa là nó là cái distributed state machine ha. Rồi thì Ethereum thì có cái token riêng, cái gọi token này không đúng, là cái coin riêng, đó là Ethereum, thì nó gọi cái là native assets, có nghĩa là cái tài sản tự nhiên của Ethereum, là cái đơn vị vận hành của Ethereum. Và cái Ether đó nó dùng để mà nó vận hành cả một cái hệ thống Ethereum, và nó dùng để mà nó align incentive, có nghĩa là nó giúp cho mọi người sử dụng nó cho đúng, cho những cái mục đích đúng ở trong Ethereum. Mình sẽ giải thích những mục đích đúng là gì. Vậy thì anh muốn nói thêm một tí về 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 cái Ethereum là một cái người ta gọi ở Việt Nam mình gọi là con nền tảng. Thì các bạn sẽ thấy là bởi vì rất là nhiều bạn ở đây thì tham gia, cũng có tham gia trading, cũng có mua Ethereum. Vậy thì các bạn có thấy mỗi lần các bạn chuyển tiền cho nhau hay các bạn làm run một cái hợp đồng thông minh thì các bạn sẽ cần phải có một cái lượng Ethereum để trả tiền cho cái việc đó, đúng không? Vậy thì khi cái Ethereum nó ra đời, nó không giống như Bitcoin. Bitcoin á là cái mục đích của Bitcoin á là tiền, là trao đổi tiền với nhau. Thí dụ như anh có 5 Bitcoin, anh gửi qua cho các bạn 1 Bitcoin thì là anh còn 4 Bitcoin. Nó là thật sự nó giống như là chuyển tiền, tiền BND hay là tiền USD. Còn Ethereum á, thì là ngược lại, những cái coin nền tảng như kiểu Ethereum nó được tạo ra ban đầu không phải với cái purpose á, là nó sẽ là store of value. Nó không phải như vậy, nó được tạo ra là chỉ là nó như là xăng vậy đó, nó như là cái dùng để mà vận hành một cái hệ sinh thái. Xong rồi á, thì người ta là rất là nhiều người trader đó, họ cảm giác đó, họ tin vào cái chuyện đó là Ethereum sẽ phát triển mạnh trong tương lai, thế là họ mua, họ đầu cơ, họ không hề xài mà họ họ cầm nó, họ nghĩ là họ họ đang có 10 Ethereum, 100 Ethereum, y như là họ đang có 10 Bitcoin hay là 100 Bitcoin, và họ đợi những người khác khi cần họ sẽ bán lại với giá cao hơn. Như vậy thì thật sự cái việc mà sử dụng Ethereum trong cái context đó là không đúng với lại cái ý tưởng ban đầu khi người ta tạo ra Ethereum. Người ta tạo ra Ethereum chỉ đúng theo nghĩa là giống như có bao giờ mà bạn mua xăng về nhà để mà bạn đầu cơ xăng đâu. Trừ khi là nó là một cái trường hợp rất là đặc biệt, nhưng mà bình thường chỉ khi nào mình cần xăng, đúng không, thì mình chạy ra mình mua xăng rồi mình chạy đi, rồi mình hết xăng thì mình lại ra mình đổ xăng. Nhưng mà nếu như mà
các bạn trữ hàng chục ngàn các cái thùng xăng ở nhà, thì khi đó là các bạn trở thành là đầu cơ về xăng rồi, chứ không còn là sử dụng xăng nữa. Bitcoin thì mình không thể sử dụng Bitcoin ngoài cái chuyện là mình dùng nó như tiền. Còn Ether là thật ra nó có rất nhiều những mục đích khác, và cái việc đó là mọi người đang ôm rất là nhiều Ether, thật ra nó không có rất là đúng với lại cái mục đích ban đầu. Thì không phải chỉ Ether mà tất cả những cái con nền tảng khác các bạn thấy sau này, ngay cả Kai cũng vậy, là được support, là được tạo ra để mà mọi người vận hành, chứ không phải là để mọi người mua xong rồi trữ xong rồi trao đổi mua bán với nhau. Thì khi nó có nhu cầu người ta sẽ làm, nhưng mà đó không phải là cái original intention ha. Rồi vậy thì đây là một cái bản so sánh để giải thích về Ethereum một tí và so sánh nó với lại Bitcoin. Vậy thì Bitcoin là gì? Bitcoin là cái first successful product, có nghĩa là cái sản phẩm đầu tiên hết sức thành công của blockchain. Nhờ có Bitcoin mà người ta mới biết về blockchain, người ta mới hiểu về blockchain, và người ta mới gọi là quan tâm tạo nên những cái movement lớn mà mình đã thấy. Rồi Bitcoin là hoàn toàn trustless, đúng không? Không cần phải tin tưởng của ai hết, cả cái hệ sinh thái tự vận hành, phi tập trung, immutable, không thể thay đổi được, uncensorable là không thể blacklist, không thể mà bỏ người nào, mọi người đều có quyền tham gia. Pseudo anonymous là tính thử ân danh, có nói rồi. No central point of failure là có nói rồi. Và one CPU one vote có nghĩa là mỗi một người thì có một cái quyền vote, đúng không? Còn Ethereum thì đây là Vitalik, thì chắc mọi người ai cũng đã biết Vitalik đúng không? Người ta là người tạo ra Ethereum. Vậy thì khi mà Vitalik nhìn vô cái Bitcoin thì là một cái người, mình sẽ nói về Vitalik lúc sau ha, nhưng đây là một cái người gọi là thiên tài. Nếu như mà Bitcoin có Satoshi thì Ethereum là có Vitalik. Anh ta là rất là trẻ. Lúc mà anh ta làm ra Ethereum là anh ta chỉ mới có 18 tuổi, 17, 18 tuổi thôi, và đã là vô địch thế giới về 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 lập trình rồi. Thì anh ta là một trong những người tham gia Bitcoin từ những ngày rất là đầu tiên, và tham gia vào coding Bitcoin, tham gia vào hệ sinh thái Bitcoin, tham gia vào cái cộng đồng của Bitcoin. Thì anh ta có một cái khao khát vào lúc đó, đó là Bitcoin có thể làm nhiều hơn là cái việc chỉ có chuyển tiền qua lại. Anh ta muốn là anh ta đưa ra những cái dự án, những cái proposal để mà cho Bitcoin có thể làm những cái hoạt động, những cái hợp đồng thông minh phức tạp. Và khi đó thì anh ta bị reject, là những cái người mà gọi là hardcore về Bitcoin, thì họ chỉ muốn Bitcoin làm đúng một chuyện, có giá trị chuyển giao cho nhau, họ không muốn Bitcoin làm thêm cái gì hết. Và đó là lý do vì sao mà Vitalik không hài lòng về cái chuyện đó, và anh ta đi ra anh ta làm riêng một cái blockchain mới, chính là Ethereum. Thì có một cái chữ khá là quan trọng ở đây mà mình phải ghi lại, rồi anh sẽ giải thích kỹ hơn, đó là Turing complete. Turing complete thì cái hôm mà mình giảng về, anh có giảng về cái cách mà Bitcoin cũng có run những cái hợp đồng khá là đơn giản, có nhớ không? Cái PSH rồi cái Montisic, có một số những cái stack nó chạy qua cho các bạn coi sơ sơ. Thì Bitcoin cũng có khả năng run một số những cái hợp đồng thông minh đơn giản, đúng không? Như là thay vì là chuyển tiền không thì nó có thể là có Montisic, M người chuyển cho N người ký, ví dụ vậy. Thì Bitcoin có thể làm, nhưng nó gọi là Turing incomplete, có nghĩa là nó không, nó rất là đơn giản. Còn cái mong muốn của Vitalik là tạo ra một cái hệ sinh thái phi tập trung có thể viết code lên trên nó luôn, viết code một cách phức tạp luôn, và gọi là Turing complete. Vậy thì mình sẽ cùng so sánh giữa Bitcoin và Ethereum. Nãy giờ có nói khá xa rồi đúng không? Thì Bitcoin là gold standard của blockchain, có nghĩa là cái tiêu chuẩn vàng. Người ta luôn đánh giá tất cả những project, người ta đều đánh giá nó so với lại Bitcoin. Bitcoin giống như là cha đẻ vậy, là founding father vậy, nghĩa là tạo ra cả một hệ sinh thái. Thì những cái bất cứ một cái hệ sinh thái nào sau đó thì nó sẽ luôn có những cái nó được thừa hưởng từ từ Bitcoin. Ethereum thì là cái nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên ha. Rồi thì asset của Bitcoin, tài sản của Bitcoin là Bitcoin, tài sản của Ether là Ether. Bitcoin thì dùng là chủ yếu là để chuyển tiền cho nhau, còn Ethereum thì dùng để mà vận hành cái hệ sinh thái của Ethereum. Bitcoin thì rất là đơn giản và an toàn, vì nó rất đơn giản, rất là khó để hack Bitcoin. Cái cách duy nhất mà các bạn có thể hack Bitcoin là các bạn tấn công vào cái consensus, cái cơ chế đồng thuận.
đúng không, và tìm cách để mà lấy 51% hoặc là tìm cách ăn gian chút chút cái như là anh có giảng trong bài 4. Nhưng mà ở Ethereum thì nó rất phức tạp và rất nhiều feature. Thì khi mà mình có rất nhiều feature, có rất là nhiều tính năng rất là phức tạp, thì từ đó rất là dễ có những cái lỗ hổng về an ninh. Và sự thật đó là Ethereum đã bị hack rất nhiều lần cũng chỉ bởi vì là nó quá phức tạp. Thì nó có những cái mà nó phức tạp hơn là Vitalik đã nghĩ ngày xưa khi mà tạo ra. Và đó là vì sao họ có những cái, họ phải liên tục họ có những cái thay đổi, những cái sửa đổi để mà giúp cho nó an toàn hơn. Nhưng mà Ethereum là đã trải qua ít nhất là ba bốn cái cú hack ở cái mức độ hàng trăm triệu đô, thậm chí là có những lúc là đã gần như là nghĩ là cả cái hệ sinh thái của Ethereum là đã chết luôn rồi sau những cái cú hack như vậy. Rồi Bitcoin á, thì có cái cách scripting anh cũng đã có giảng khá kỹ trong bài 2, bài 3 gì đó, stack based primitive scripting, không có Turing complete, tức nghĩa là không thể làm những cái phức tạp, chỉ có thể không có thể làm loop, không có thể làm query này kia. Còn còn Ethereum là một cái ngôn ngữ cao cấp và có đầy đủ tất cả những cái tính năng đó. Bitcoin là UTXO based đúng không, nhớ không, là dùng như là heo đất. Còn Ethereum là account based. Account based thì mình cũng sẽ giải thích account trong cái phần tiếp theo. Rồi Bitcoin thì là vẫn vận hành theo cái proof of work, còn Ethereum thì hiện tại là đang từng bước chuyển hình để mà trở thành là proof of stake. Rồi, giải thích một tí về Ethereum, các cái loại tài khoản của Ethereum, vì sao mà Ethereum lại chọn cái cách đi là tài khoản chứ không phải là UTXO. Thì các bạn có nhớ là ở Bitcoin thì cái cách mà mình chuyển cho nhau, tức nghĩa là mỗi một cái người sẽ nó có thể cầm nhiều con heo đất đúng không? Tức nghĩa là anh có cứ mỗi lần mà anh cần xài cái gì thì anh đặt con heo đất của anh xài và cái phần dư anh lại bỏ vào một con heo đất mới. Rồi người ta chuyển tiền tới cho anh thì cũng người ta cũng làm như vậy, người ta cũng đặt con heo đất của người ta bỏ vào một cái con heo đất mới, đưa con heo đất mới cho anh. Thì cái cách đó là cái cách Bitcoin hoạt động trước giờ rất là ổn và được coi là một cái sáng kiến quan trọng. Thì rất đơn giản, nó rất đơn giản với máy tính, khó hiểu đối với mình, nhưng với máy tính rất đơn giản để mà nó làm và nó rất an toàn. Bởi vì là người ta không thể nào người ta double spend được, nhớ double spend là tìm cách chuyển hai ba lần được, vì người ta chỉ việc nhìn lại cái quá khứ, người ta nhìn lại những cái block trước đó là người ta biết là có bị hay không đúng không. Rồi còn Ethereum thì cái cách làm lại hoàn toàn khác đó, tức nghĩa là Ethereum là mỗi người có một tài khoản của mình, thì nó rất giống với lại cái cách mà các bạn, cái cách mà con người mình suy nghĩ. Ví dụ như là mình có một cái tài khoản ở Vietcombank thì mình có một cái password, mình login vào cái tài khoản của mình đúng không, thì trong cái tài khoản của mình đơn giản là nó có một cái địa chỉ address, chỉ có một cái địa chỉ thôi chứ nó không có một đống những cái con heo đất như là Bitcoin. Rồi sau đó là mình sẽ có một cái balance là cái tài khoản của mình đang có 10 Ethereum. Rồi nó có thể có những cái code, có những cái gì đó ở phía sau, nhưng mà nó rất là intuitive, nó rất là dễ hiểu đối với một con người bình thường ha. Thì Ethereum là chọn cái cách này. Vì sao thì Ethereum lại chọn cách này mà không chọn cái cách của UTXO? Thì nếu mà các bạn có thời gian thì anh sẽ gửi một cái bài đọc vào giờ nghỉ cho các bạn. Đó là khi mà Vitalik, khi mà ông design cái Ethereum, ông làm cái Ethereum thì ông viết rất nhiều cái bài hay để mà ông giải thích từng cái design decision của ông, quyết định vì sao ông design như vậy. Thì ông có một cái bài giải thích khá là rõ vì sao mà ông lại chọn cái account base mà không phải là UTXO. Thì ngoài cái câu chuyện là nó dễ hiểu đối với lại mọi người, nó dễ hiểu đối với lại người code, nó dễ hiểu đối với lại người sử dụng, thì ngoài ra là cái việc này á, thì tức nghĩa là cái việc chọn account, vì vì Bitcoin không chọn cái cách làm account ngay từ đầu là bởi vì nó sẽ nhiều việc hơn cho cái máy. Tức nghĩa cái máy khi mà nó đọc cái UTXO, máy tính khi mà đọc UTXO sẽ dễ hơn nó đọc account, nó không phải keep track từng cái state một của cái account, nó chỉ việc nhìn cái con heo đất nó cứ đập nó đi rất là nhanh. Nhưng mà là nên cái trade off khi mình sử dụng cái account base nó sẽ chậm hơn, nó sẽ có nhiều vấn đề hơn và nó sẽ thiếu cái độ an toàn hơn. Đơn giản thôi là mỗi lần một cái account mà nếu như mà anh cũng chuyển tiền vô cho em, một người khác cũng chuyển tiền vô cho em, thì nó sẽ mà trong một cái hệ thống hoàn toàn phi tập trung thì nó hoàn toàn có thể dẫn tới việc cái account nó bị cao nhiều lần và nó bị mất hẳn cái đó
đúng không? Trong khi cái UTXO thì đơn giản là cứ đập con heo đất là mất, đã đập rồi là mất, phải làm một con heo đất mới. Thì ông sẽ giải thích khá rõ vì sao có những cái quyết định đó. Nhưng mà về cơ bản đó, là để phục vụ cho cái việc viết được code thì nó phải đơn giản dễ hiểu cho cái người viết, cho cái người sử dụng. Có hai loại account ở phía bên trong của Ethereum, một loại gọi là externally owned account, thì thật ra nó chỉ đơn giản có nghĩa là nó là một cái account của một người hay một tổ chức, thì nó giống như một cái tài khoản ngân hàng của mọi người vậy thôi. Thì tất cả những cái ví của các bạn trên MetaMask, trên Trust Wallet này kia thì nó chính là những cái externally owned account, có nghĩa là cái ví đó của bạn thì bạn có thể chuyển tiền đi cho người khác, bạn có thể gọi một cái smart contract thì nó sẽ gồm một cái địa chỉ và cái số Ethereum mà các bạn có. Cái này thì hầu như là ai cũng có đúng không? Rồi còn cái loại tài khoản thứ hai người ta gọi là contract account, có nghĩa là tài khoản về của hợp đồng, thì cái này nó thật ra là nó giống như là một cái tài khoản khác, chỉ có điều khác á, là nó được ôn, tức là nó được sở hữu bởi một cái hợp đồng. Khi mình viết một cái code xong, mình deploy cái code đó, thì cái code đó nó trở thành một cái tài khoản và chỉ vận hành cái code đó thôi. Tức nghĩa là nó cũng có thể chuyển tiền, nó cũng có thể làm rất là nhiều cái thứ phức tạp khác, nhưng mà nó không phải được own bởi anh hay em, nó không phải được own bởi những người cầm cái private key, mà được own bởi cái contract, và chỉ có cái contract đó trong cái điều kiện đó mới thực hiện cái hành động đó. Đó là vì sao cái smart contract rất là quan trọng, mình sẽ giải thích kỹ hơn ha. Thì một cái hợp đồng thông minh, một cái tài khoản của một cái hợp đồng thông minh, nó cũng sẽ có một cái address nó cũng sẽ nhìn y như là một cái địa chỉ, thì địa chỉ nó nhìn y như một cái địa chỉ bình thường. Nhưng mà ngoài cái câu chuyện đó là cái địa chỉ thì nó còn có một cái đoạn code phía bên trong đó để mà nó vận hành theo cái đoạn code đó, và nó được lưu lại trên cái blockchain luôn. Khi mà mình nghĩ về cái hợp đồng thông minh của Ethereum thì mình có thể nghĩ là nó giống như là một cái tài khoản nội bộ nằm ở ngay bên trong cái blockchain luôn. Cái code mà các bạn viết rồi các bạn deploy, ví dụ như các bạn nào mà có viết code trên Ethereum và Solidity thì các bạn biết rồi đúng không? Các bạn sẽ phải có một cái bước các bạn viết cái code, xong rồi các bạn deploy cái code đó lên Ethereum. Thì khi mà cái code nó được nhận bởi cái blockchain, nó được viết bởi cái blockchain rồi, thì cái đoạn code đó của các bạn nó sẽ nằm ở trên blockchain forever, nó sẽ nằm trên cái blockchain mãi mãi. Thì khi mà nó nằm ở đó vậy thôi, chứ nó không làm gì hết, chỉ khi nào có một cái gì đó ở ngoài tác động lên nó. Ví dụ như anh có một cái hợp đồng nói là cứ tới đúng cái ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì anh sẽ send một Ethereum cho bạn nghe, thì cái code đó anh viết như vậy, anh chỉ nằm yên ở đó như vậy cho tới khi nào có cái chuyện là đúng cái ngày 31 tháng 12, thì cái code sẽ tự nó trigger, nó sẽ được một cái gì đó port vào. Port ở đây có nghĩa là đục vào, nghĩa là ví dụ như anh có một cái timer, một cái alarm ở ngoài, từ đúng ngày đó nó sẽ bắn một cái, sẽ đục, nó sẽ gõ vào cái smart contract code đó, và cái đó nó sẽ tỉnh dậy và nó check là à bây giờ là ngày 31 tháng 12, vậy thì nó sẽ chuyển tiền. Nó sẽ tự động, tức là mình chỉ việc đụng vô nó là nó sẽ ngủ dậy và nó sẽ thực hiện cái hành động đó. Một cái hợp đồng thông minh ở trên Ethereum thì nó có nó serve nó thực hiện bốn cái nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất á, là nó giữ lưu trữ các cái data. Cái này là một cái mà các bạn thấy người ta sử dụng khá nhiều vào cái độ 2017-2018, đó là khi mà có những cái đợt ICO đúng không? Thì mình có những cái token ERC20, đó chính là cái tính chất của store and maintain data. Có nghĩa là thật ra cái đó, những cái token vẽ lên trên Ethereum hay là những cái ICO gọi vốn đó, nó chỉ là một cái hợp đồng ở đó nó lưu trữ lại cái danh sách của tất cả những người nào đang cầm bao nhiêu cái token đó thôi, đó chính là store and maintain data. Cái yếu tố thứ hai của Ethereum contracts là manage contract relationship between untrusting user, có nghĩa là giống như hồi nãy mình nói là cho phép thực hiện điều phối và thực hiện những cái gì liên quan tới những cái hợp đồng giữa hai bên. Ví dụ như
là khi giống như hồi nãy, ví dụ hồi nãy của anh, có nghĩa là nếu như tới đúng cái ngày đó chuyển tiền thì cái này mình viết thành một cái contract, một code, cái code nó sẽ thực hiện đúng như vậy. Nó có thể làm những cái thứ phức tạp hơn, chẳng hạn như là khi hai bên mua nhà với nhau, thì khi sổ đỏ chuyển qua của người A chuyển qua người B, người B được, người B sẽ chuyển cái số tiền của người B qua. Thế vì bình thường mình có một cái đơn vị thứ ba đứng ra ở giữa, đúng không, nhận tiền ở một bên, giống như là cái gì, mấy cái sở giao dịch rồi gì công chứng, là bên đây chứng nhận là tôi có nhận được cái này, thì bên kia chứng nhận là tôi có nhận được tiền, thì vì tất cả những cái hoạt động đó nó sẽ được tẩy lên smart contract và thực hiện đúng. Là nếu cứ nhận send cái sổ đỏ vào cái địa chỉ này, chỉ nó nhận cái sổ đỏ thì cái địa chỉ khác tự động chuyển tiền qua cho người bên kia. Đó là manage contract and relationship between untrusting user, những người user hoàn toàn không hề biết nhau. Ngày nay á, thì cái việc này nó diễn ra một cách khá là thường xuyên, tức là nhiều bạn không có thấy được luôn. Ví dụ như là các bạn sử dụng những cái DAX tiền, đúng không, những bạn sử dụng Uniswap, các bạn sử dụng PancakeSwap, thì đó chính là cái việc đó, là các bạn hai người hoàn toàn không hề quen biết gì nhau hết vẫn có thể trao đổi được với nhau, đúng không. Các bạn muốn mua token này, các bạn muốn bán token kia, các bạn cứ vào Uniswap, các bạn bấm vào một cái là tự động cái hợp đồng thông minh. Thì hợp đồng thông minh của ngày nay nó đã phức tạp hơn cái hợp đồng thông minh mà cái bài giảng này nó nói rất là basic rồi. Thì nó sẽ tự nó chuyển và các bạn không hề biết là các bạn chuyển với ai, chuyển đi sao, nhưng mà nó vẫn chuyển một cách an toàn cho các bạn ha. Rồi cái thứ ba của hợp đồng thông minh là nó dùng như những cái library. Nếu mà các bạn viết code thì các bạn biết đó là thường mình không bao giờ mình viết tất cả code, mình sẽ sử dụng rất là nhiều những cái thư viện code của những cái khác, thì smart contract cũng có thể làm như vậy luôn. Có thể có những cái library, nó được viết thành những cái library cho những cái hợp đồng sau sử dụng lại, đúng không. Và cái cuối là cái khác quan trọng, đó là nó có thể thực hiện những cái authentication, nghĩa là những cái vấn đề về an ninh, an toàn cho các tài khoản. Như là ví dụ như là mình hay nói là cái multi signature mà mình có nói nhiều lần trong Bitcoin, đúng không? Nghĩa là một cái ví mà có nhiều người cùng cùng sở hữu. Rồi, các bạn có câu hỏi gì cho cái phần này không? Các bạn hỏi là một ví dụ điển hình của ứng dụng smart contract của Ethereum ngoài thực tế. Thì cái phần 4 của mình á, là mình sẽ nói rất sâu về cái ứng dụng ha, nhưng mà để mà cho các bạn dễ hiểu á, thì để cho các bạn một cái dễ hiểu, thì hiện tại nếu mà bạn nào mà sử dụng những cái DeFi đi, Decentralized Finance, có nghĩa là cái nền tài chính phi tập trung, ví dụ như là dùng DAX, đúng không, các bạn muốn mua Ethereum cho một cái token nào đó khác, thì các bạn sẽ vào Uniswap. Đó là một cái ví dụ của smart contract trên Ether. Hoặc là ngày xưa 2017, 2018 thì là rộ lên cái phong trào ICO, đúng không, gọi vốn cho project này kia. Đó là một cái ví dụ khác của smart contract, người ta chuyển tiền vô, người ta nhận cái token, đúng không. Rồi ví dụ khác đó là bây giờ ví dụ như NFT, GameFi, những cái mà đang rất là hot trend bây giờ đó, thì đó đều là những cái hợp đồng thông minh hết. Nó khi mà mình nói là một cái NFT, nó là một cái chứng nhận duy nhất của một cái tài sản số, thì cái gì là cái chứng nhận đó, chính là cái smart contract đó. Smart contract nó nói là cái tài sản có cái tên ID là 1246789 là tài sản duy nhất được sở hữu bởi ông A. Cái đó nó viết trên smart contract và trên toàn bộ các cái hệ thống của Ethereum, tất cả mọi người đều thừa nhận điều đó, thì đó chính là một cái ứng dụng khác nữa. Bitcoin là UTXO, vậy là không có tài khoản, không có ví, đúng không ạ? Tức nghĩa là mỗi một cái con heo đất của các bạn, mỗi một cái UTXO là nó chính là một cái tài khoản đó. Tức nghĩa mỗi một cái con heo đất nó đều có tên, đúng không? Thì mỗi người có 5-7 con heo đất gì đó, 5-7 cái tài khoản, tức nghĩa là một người ở trong cái hệ sinh thái của Bitcoin sẽ cầm một hoặc là nhiều những cái con heo đất khác nhau, nhiều tài khoản khác nhau, và tất cả những tài khoản đó cộng lại thì mới thành cái tài khoản của người đó. Còn ở trong Ethereum thì nó đơn giản hơn, mỗi người chỉ có một tài khoản, tất cả cái gì ra vô thì nó chỉ cộng vào đúng cái đó thôi. Ether cho phép mọi người viết code smart contract và thả lên blockchain, đúng rồi. Thì
thì anh hy vọng là anh sẽ có thể mời một cái chuyên gia về các cái phần về Ether để nói chuyện sâu hơn, đặc biệt là cho các bạn coder. Thì nếu mà các bạn đã có code từ trước thì các bạn sẽ biết là thường thường thì mình viết một cái đoạn code xong rồi mình thả lên máy của mình chạy thôi, đúng không? Mình run một cái script gì đó để chạy cái code đó. Như mình muốn cộng một cộng một bằng hai thì mình bỏ vô input số 1, input số 2 rồi mình ra cái tổng. Thì Ethereum á, nó không nó nó là một cái nó là một cái máy tính phân tán, tức là cái nó chạy trên của em không quan trọng, mà quan trọng là cả cái hệ sinh thái nó phải thấy được. Vậy thì cỡ có một cái bước đó, là bỏ cái đoạn code đó của mình, tất cả những cái máy khác, tất cả những cái người cứ bỏ lên cái đó, lên cái blockchain, thì cái blockchain nó sẽ nằm ở trên tất cả những cái máy khác, thì nó phải có một cái bước deploy, nên mình phải bỏ được cái code của mình lên một cái transaction. Nó sẽ là một cái transaction, những cái transaction đó là để deploy cái code, deploy cái smart contract, đúng không? Thì hồi nãy anh có giảng về một cái loại tài khoản là hợp đồng thông minh đó, thì cái loại tài khoản đó chính là cái mà em cần phải deploy. Có điều kiện gì không? Không, chỉ cần điều kiện là cái code của anh viết đúng thôi, tức là cái máy nó phải hiểu được code anh viết cái gì. Anh sẽ giải thích trong cái phần số 3 này nè, Ethereum Virtual Machine. Account trên Ethereum Blockchain thì không tốn phí, còn tạo contract và deploy. Tạo contract thì khi em tạo một cái tài khoản Ethereum á, thì em không tốn phí, là đơn giản bởi vì là nó chưa có gì hết. Nếu mà em bắt đầu em chuyển tiền vào đó thì em cũng phải tốn phí để em chuyển cái tiền đó đi. Còn cái tạo contract á, thì là như nãy anh nói là em cần cái bước là em phải deploy cái contract đó, thì đó là một cái transaction, thì cái transaction đó sẽ tốn phí. Fork một chain mới từ Ethereum có tốn nhiều công sức không? Cần khoảng bao nhiêu main? Fork là một cái khái niệm đơn giản, chỉ có nghĩa là copy cái code thôi. Người ta từ ở đây thì không hiểu là fork nó có là bạn muốn fork một cách là coi như bạn cứ lấy đúng cái chain của Ether rồi bạn tự bạn run mấy cái nốt với nhau, thì cái đó thì nó rất là đơn giản, gần như không phải làm gì hết, cứ lấy đúng cái code của Ethereum rồi deploy, rồi cho một đống cái nốt của mình nói chuyện với nhau, thì cái đó đơn giản lắm. Nhưng mà nếu mà fork mà có những cái thay đổi, ví dụ như mình có một cái feature gì đó mới hơn, rồi mình muốn làm cái này cái nọ khác đi, mình chỉ copy một phần của cái code, những cái chính thôi, còn những cái khác nó giống nhau, thì khi đó nó sẽ tùy vào cái độ khó của nó. Thì như anh có nói lúc trước đó, là Bitcoin được coi là cái thế hệ đầu tiên của blockchain, thế hệ generation 1. Thì khi Bitcoin ra đời có rất nhiều những cái project khác nó fork từ Bitcoin ra, nó thành những cái như Bitcoin Cash nè, các bạn cũng có nghe nhiều rồi đúng không? Rồi Bitcoin Diamond rồi này kia, thì nó có một chục cái project nó giống y như Bitcoin, nó chỉ fork, nó thay đổi một số những configuration thôi. Giờ nó là ví dụ như là cái block nó bự hơn, cái cách nó sai cái cách mà nó dùng mã hóa khác đi, ví dụ vậy một tí xíu thôi. Rồi tới khi mà Ethereum ra đời thì được coi là generation 2 của blockchain, thì người ta thấy là Ethereum hay hơn Bitcoin, làm được nhiều thứ hơn, thế là người ta fork từ Ethereum rất nhiều. Các bạn có thể thấy là cái độ 27 hay 18 là chắc có tới cả 100 cái project là fork từ Ethereum và đổi những cái configuration khác nhau. Ví dụ như là Ethereum Classic cũng là một cái fork từ Ethereum ra, đúng không? Thì á, nó rất là nhiều những cái như vậy, nó tùy vào cái mức độ thay đổi mà mình sẽ và thay đổi vì cái gì. Nó thay đổi để nó nhanh hơn, nó thay đổi để nó làm được một cái tính năng gì đó mà về Ethereum hoạt động được, em toàn hơn, minh bạch hơn, thì sau đó thì tùy vào cái độ thay đổi mà nó sẽ có những cái configuration khác nhau ha. Ok, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về Ethereum Virtual Machine. Thì như hồi nãy anh có nói, các bạn sẽ thấy là Ethereum nói một cách nôm na nó chỉ là giống như Bitcoin nhưng mà có code, có thêm cái hợp đồng thông minh, đúng không? Tức nghĩa là Ethereum nôm na là bằng Bitcoin cộng cái hợp đồng thông minh. Khi mà Bitcoin làm được nhiều cái chuyện hơn là chỉ chuyển tiền từ người A qua người B, làm được những cái việc complex phức tạp hơn, thì nó là cái mong muốn của Vitalik khi tạo ra Ethereum. Vậy thì cái component á, cái phần mà làm cái công việc á, là coding, cho phép người ta code lên, thì cái component quan trọng đó nó là virtual machine ha. Ethereum virtual machine dịch theo tiếng Việt đơn giản như là máy ảo của Ethereum. Thì để hiểu hơn vì sao mình cần một cái virtual machine thì anh sẽ nói sơ qua về cái quá trình compile một cái code
quy trình compile một cái code. Nếu mà các bạn không phải là người trong IT thì có thể nghe qua cũng được ha. Còn các bạn trong IT thì chắc cũng đã hiểu là khi mà mình viết một cái đoạn code bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ rất là dễ hiểu, thì thật sự là ở phía dưới là nó có một cái layer là nó phải translate, phải chuyển cái ngôn ngữ đó thành cái ngôn ngữ mà máy tính hiểu. Mình viết bằng tiếng Anh, ví dụ như mình define, register này kia, thì những cái đó là nó phải chạy qua một cái layer về compound để nó đổi thành những cái code. Ví dụ như bên tay phải của các bạn này, là cái EVM code, nó, cái đoạn mà thay đổi đó thì nó, một nó gọi là interpreter, hay nó gọi là compiler, thì cái đó nó lại còn khác nhau nữa. Nhưng mà nói chung là nó sẽ có một cái layer để chuyển đổi. Thì từ cái ngôn ngữ tiếng Anh mình thấy nó sẽ qua cái ngôn ngữ phía bên phải, đó là hàng loạt những cái lệnh mà cái máy nó sẽ hiểu. Ví dụ như push, install, call data size, một số những cái lệnh được ghi như vậy. Và cái đó là những cái lệnh mà cái virtual machine, cái máy ảo nó sẽ hiểu ha. Và cái đó thì cái slide này không có, nhưng mà thêm một bước nữa là khi mà cái máy ảo hiểu thì cái máy tính nó vẫn chưa hiểu. Cái máy ảo chỉ giống như là một cái agent đứng giữa này. Ở đây là ví dụ như các bạn mà xài Java thì các bạn hay thấy có cái khái niệm là JVM, là Java Virtual Machine, đúng không? À, thì nó cũng là cái máy đứng ở giữa và nó đổi những cái code từ tiếng Anh thành những cái code mà nó hiểu. Sau khi nó hiểu xong, nó mới translate thành những cái dãy binary. Những cái dãy binary là những cái dãy mà nhị phân 0110, thì máy tính nó chỉ hiểu có 0110 thôi, chứ nó không hiểu tiếng Anh, nó cũng không hiểu cái code này. Vậy thì những cái như là EVM đứng ở giữa này nè, nó có cái trách nhiệm là nó chuyển đổi từ những cái mà nó hiểu thành 0110 cho cái máy tính nó hiểu. Và sẽ là những cái lecture rất là sâu đấy, vì sao mình phải cần làm như vậy mà nó không thể chuyển đổi thẳng từ Solidity Contract thành 0110. Cái đó thì nó beyond cái scope, vì blockchain nó sẽ đứng giữa nên nó sẽ cần một cái agent giống như là EVM nhận những cái language đó. Thì cái này nó có một cái lợi nhé, là các bạn có thể viết cái hợp đồng thông minh bằng rất nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau, đúng không? Thì ở đây là anh đưa hai ví dụ là Solidity và Viper. Bây giờ thì Viper thì có ngữ mới hơn là Solidity, nó cũng có được sử dụng mà khá là ít. Còn chủ yếu khi mà các bạn nghe tới Ethereum thì các bạn muốn viết hợp đồng thông minh trên Ethereum thì các bạn sẽ viết vào Solidity ha. Thì thật ra là Solidity hay Viper cũng chỉ là những cái ngôn ngữ cao cấp thôi. Anh hoàn toàn có thể ngày mai anh viết một cái compiler mới, chế ra một cái ngôn ngữ Huy chẳng hạn cũng được luôn. Thì anh sẽ viết cái contract của anh bằng cái ngôn ngữ Huy, miễn sao là anh có một cái compiler nó chuyển cái ngôn ngữ Huy thành cái code mà EVM hiểu. Các bạn hiểu không? Tức nghĩa là ở đây hoàn toàn có thể có thêm rất là nhiều những cái loại contract khác, những cái loại ngôn ngữ khác, vì miễn sao là người ta viết cho nó một cái compiler và từ đó nó ra được cái ngôn ngữ mà EVM hiểu. Thì khi EVM hiểu, EVM nó sẽ chuyển đổi thành cái gì mà máy tính hiểu và có thể execute được. Rồi. Quay lại cái câu chuyện là các bạn có nhớ cái hình ảnh này trong Bitcoin, thì mình sẽ thấy là mỗi một cái nốt ở trong Bitcoin hay là mỗi một cái tài khoản ở trong Bitcoin nó là một người, lúc đó mình gọi là distributed bank, đúng không? Tức nghĩa là mỗi người là một cái nhà băng, mỗi người đều có một cái sổ cái và biết được tất cả những người khác ai đang có bao nhiêu tiền mà người nào chuyển cho người nào. Đó là cái power từ đầu của Bitcoin. Thì Ethereum nó không phải là distributed bank mà nó là distributed computer, có nghĩa nó là cái máy tính phân tán, có nghĩa là tất cả những cái máy, những cái tài khoản, những cái máy đào trên Ethereum nó đều phải thấy được cái code, chứ không phải chỉ là cái tài khoản bao nhiêu tiền mà nó phải thấy được toàn bộ những cái code y như nhau luôn. Thì để chỉ có như vậy thì khi có một cái sự kiện gì đó xảy ra thì nó mới có thể execute được, đúng không? Nó biết cái code là code gì và cái state chung của toàn bộ cái hệ thống đang là như thế nào. Nếu mà quay lại cái ví von mà về cái bàn cờ như là anh nói hồi đầu á, thì các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn theo dõi hai cái danh thủ cờ đánh với nhau á, thì một á, là các bạn phải có một cái bàn cờ riêng của các bạn, cứ mỗi lần á, là ông nào đi cái đứa gì ông nói thì các bạn đi đúng như vậy, thì các bạn sẽ thấy được là nguyên cái bàn cờ của mình giống như cái bàn cờ của những ông kia. Đó là cái hình dung chung. Thì trong cái hình dung này mình sẽ thấy á, là mỗi một cái nốt ở trong Ethereum á, là họ có một cái loạt code, cái loạt code giống y như nhau. Thì thay vì nó chỉ đơn giản là ông A có 2 Bitcoin, ông B có 3 Bitcoin, thì bây giờ nó là tất cả những code nó sẽ dài hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Và đó là lý do vì sao nếu mình xài UTXO như là Bitcoin
nó sẽ không có thể scale nhanh được, bởi vì mọi thứ cứ mỗi lần như vậy là phải đi lục lại những cái con khác, thì bây giờ tất cả mọi thứ là nó đẩy về chung một cái account. Vậy thì khi mà có một cái đoạn code cần được chạy ở trên Ethereum, nó phải làm như thế nào, làm sao biết được là ông nào run cái đoạn code đó trước, ông nào run cái đoạn sau, làm sao biết được là nó đúng hay sai. Vậy thì nó vẫn sẽ phải quay tới lại cái câu chuyện là cơ chế đồng thuận. Thì hồi nãy anh có nói sao, rồi đó, ở trong Bitcoin thì mọi người là nhà băng, mọi người giữ cái bảng sổ cái, ông này chuyển cho ông kia bao nhiêu, ông kia còn bao nhiêu. Còn Ethereum thì mọi người sẽ là store cái code. Vậy thì làm sao để mà biết đó là mọi người có run cái code đúng không? Nó quay lại cái câu hỏi y như là mình làm tới làm luôn với Bitcoin lúc trước. Làm sao biết được là ông A có send cho ông B bao nhiêu Bitcoin hay không? Và làm sao để chứng minh được là cái transaction đó nó đã thành công? Thì cái này nó cũng sẽ y như vậy. Các bạn sẽ chỉ thay đổi cái suy nghĩ là thay vì trước đây mình chỉ có thể làm một cái chuyện đó là mình chuyển tiền, thì bây giờ mình làm được rất nhiều chuyện khác, nó phức tạp hơn rất nhiều. Thì miễn sao tất cả những cái việc đó nó vẫn tuân thủ theo đúng cái câu chuyện của Proof of Work và cái cơ chế đồng thuận. Có nghĩa là khi anh, thay vì anh chỉ muốn chuyển Ethereum qua cho em, thì anh có thể là anh trigger một cái hợp đồng chạy một cái chuyện gì đó. Thí dụ như là anh nói là hôm nay là ngày 31 tháng 12 nè, chuyển tiền cho người A, chuyển tiền cho người B đi, gọi cái hợp đồng đó kêu nó làm cái chuyện đó, thì nó cũng là một cái transaction thôi, nó cũng chỉ là một cái giao dịch y như là chuyển tiền, nhưng mà là nó phức tạp hơn. Thì khi đó nó cũng y như vậy, anh sẽ gửi một cái transaction nói là ngày này rồi nè, chuyển tiền đi, thì những cái máy này họ cũng sẽ nhận cái transaction đó và họ cũng làm y như là họ làm trong Bitcoin lúc trước, họ coi cái transaction này có valid hay không, có hợp hay không. Nếu mà nó đúng, mọi thứ hợp lý hết, thì họ sẽ execute cái đoạn code đó, đúng không? Thì thay vì trước đây cái đoạn code nó rất đơn giản, chỉ là A chuyển tiền cho B, thì bây giờ những đoạn code nó có thể phức tạp hơn, rất là nhiều, có thể làm 3 4 5 6 7 thứ cùng một lúc, nhưng mà miễn sao là nó vẫn theo đúng principle là mọi thứ hợp lý thì nó làm. Thì khi nó làm xong, nó sẽ gửi cái kết quả qua cho cái đứa kế bên nó, như Rusty. Rusty nó cũng nhận cái transaction đó, nó cũng làm y như vậy. Thì nó giống như các bạn cứ quay lại cái câu chuyện bàn cờ mà cái thời ngày xưa chưa có internet đi, thì thí dụ như hai cái đại cao thủ đánh nhau một cái bàn cờ với nhau, thì cái cách mà các bạn theo dõi là sao? Người ta đâu có video internet gì để truyền cho thấy là cái bước đi nào đang bàn cờ như thế nào đâu, thì nó chỉ là đơn giản là nó sẽ gọi phone, đúng không? Nó sẽ, những nhà báo này kia họ không có mặt trực tiếp mà sẽ gọi phone, nó sẽ gọi họ nói là ông A vừa mới đi cái nước là con ngựa chạy lên ô này. Thế là tất cả mọi người họ nhận được cái con đó, họ gọi cho nhau, xong rồi họ cùng lấy con ngựa, họ đi lên trên cái bàn cờ của họ, họ có cái bàn cờ riêng của họ, đúng không? Xong rồi sau đó những cái bước đi sau, mỗi người nghe, mỗi người cứ tự làm như vậy, thì nó y như là cái Ethereum, từng cái nước đi một là do nó nghe từ những người khác nói là có cái chuyện gì vừa mới xảy ra, thì nó tự nó update cái bàn cờ của nó tự nó update cả cái hệ sinh thái của nó giống như vậy. Thì cái quá trình để mà Ethereum làm cái câu chuyện Proof of Work nó cũng khá giống như Bitcoin, nó cũng là một cái bài toán, người ta giải cái bài toán đó, ai giải ra trước thì được ghi cái block đó thôi. Đó thì Proof of Work nó nói về cái này rồi. Ok, như vậy thì cái Proof of Work của Bitcoin với lại của Ether nó giống nhau như thế nào, nó có những cái gì khác biệt? Thì mình nhớ là Bitcoin là một cái block là khoảng chừng 10 phút, đúng không? Thì Ether thì nó sẽ nhanh hơn. Một cái block của Ether thì nó dao động, nhưng mà nó khoảng chừng 15 cho tới 20 giây. Vì sao? Bởi vì á là 10 phút thì quá lâu để mà thực hiện một cái code. Nó chuyển tiền đã thấy lâu rồi, nhưng mà dù sao vẫn còn chấp nhận được. Còn á là code mà tới 10 phút để mà thực hiện một cái lệnh thì nó quá lâu. Đó là vì sao, là nó chỉ là nên ở cái mức độ là mấy chục giây thôi. Vì sao nó không nhanh hơn là 15-20 giây? Thì một cái phần rất quan trọng mới là vì Ether ra đời từ năm 2014, có nghĩa là cũng khá là lâu rồi, cũng phải là 7 năm trong cái đó rồi. Thì cái lúc đó có nhiều những cái challenge, có nhiều những cái thử thách về kỹ thuật. Thì và bản chất đó là cái việc đó mà đào Proof of Work đó,
thì càng đào nhanh càng vậy thì nó càng dễ xảy ra những cái chuyện gọi là fork, nhớ không? Tức nghĩa là hai bên, những cái người ta nhận được những cái thông tin khác nhau, những người hoàn toàn tốt đó nha, không phải là hacker gì hết, nhưng mà khi họ nhận được nhiều cái block, có khi hai bên, thí dụ như nếu mà 10 phút em mới ra một cái block thì cái xác suất mà những cái block nó ra giống nhau á, hai ba người cùng đào ra được đó, nó sẽ ít hơn, đúng không? Vì 10 phút nó có một block, còn nếu như mà chỉ chừng 5 giây 3 giây mà đã có một block đó, thì cái xác suất đó là người ta cùng đào ra một cái block và tạo nên cái race condition, cái cuộc đua mà propagate cái ai nhanh hơn, anh có dạng trong bài 4 á, thì nó sẽ xảy ra khá nhiều, đúng không? Thì lúc đó thì Ethereum chỉ có thể chấp nhận được khoảng 15 cho tới 20 giây. Và thật ra là với 15 20 giây là cái câu chuyện mà open fork rồi những cái block ra giống nhau cũng đã diễn ra rất là nhiều, nhưng mà cái cơ chế của Ethereum thì nó có những cái cách để mà nó take care cái chuyện đó. Khi mình đào sâu hơn về Ethereum, cái cơ chế đó mình sẽ hiểu ha. Rồi cái thuật toán mà Bitcoin sử dụng cho proof of work đó, là cái SHA-256 hay là cái ADCSA, các anh có giảng cho các bạn rồi đúng không? Nhớ là mình cũng có nói về một số những cái cách proof of work khác mà nó đỡ tốn năng lượng hơn. Thì Ethereum á, thì sử dụng cái thuật toán là Ethash, Ethereum hash, thì nó hơi khác với lại cái SHA-256. Cái Ethash này thì nó sử dụng cái SHA-3, tức nghĩa là cái sâu của 256, cái version mới hơn. Và một trong những cái mà Ethereum nó có tiến bộ đặc biệt so với lại cái DAO của Bitcoin á, là cái Ethash này nè, là nó là ASIC resistant. Em có nhớ là anh giảng về Bitcoin lần trước á, thì đầu tiên là từ cái máy, xong sau đó là thành graphic card, là GPU, rồi thì là CPU, xong thành GPU, đúng không? Người ta thấy là GPU nó lấy hash nhanh hơn, người ta dùng GPU để người ta đào. Xong sau đó là nó khó quá, GPU đào không được, thì người ta mới mua những cái phần cứng khác, ví dụ như là FPGA, người ta đào nó nhanh hơn mấy chục lần, em có thể coi là những bài trước mấy trăm lần gì đó. Xong rồi cuối cùng là tới cái mức độ ghê nhất là người ta làm luôn cả cái con chip chỉ chuyên dùng để đào thôi, đó là ASIC. Thì Ethereum á, nó ra đời sau và nó thấy được cái vấn đề của cái việc đó là mọi người cứ mua những cái con chip đào vô nghĩa như vậy. Thì cái thuật toán của nó là yêu cầu là memory bound, có nghĩa là phải sử dụng memory rất nhiều ở trên máy á. Thì nó không phải chỉ là cứ có con chip xịn là chạy nhanh, mà nó cần phải có memory nữa, phải có một cái máy phải toàn diện hơn, cái máy là xịn bự hơn và không có cái con chip đặc biệt nào để mà đào Ethereum nhanh hơn hết, thì nó sẽ công bằng hơn. Thì đây là một số những cái số thống kê cho thấy là cái số lượng người đào của Ethereum thật ra vẫn còn khá là thấp so với lại là Bitcoin. Ok, thì tổng kết lại những cái ý nãy giờ mình nói thôi, thì cái Ethereum nó sử dụng cái Distributed Consensus Protocol, có nghĩa là phi phân tán cái cơ chế đồng thuận sử dụng Proof of Work. Thì miners là tạo block bằng cách là run cái EVM code thay vì là chỉ là chuyển tiền như là Bitcoin. Rồi Proof of Work thì vẫn là competitive, có nghĩa là vẫn phải đấu tranh để mà giành cái quyền ai chạy nhanh hơn thì mới được add cái blockchain, add cái blockchain thì được hưởng cái tiền đào, đúng không? Ok, cái này thì nó cũng chỉ là cái summary của cái mà nãy giờ mình nói rồi. Tất cả mỗi cái node của Ethereum thì đều có thì đều run, thì đều chạy cái virtual machine, bởi vì chỉ có cái virtual machine nó mới đọc được code, nó hiểu code. Em cứ nghĩ với cái virtual machine giống như là một cái nhân vật là đọc được code và hiểu code gì, thay vì là ngày xưa Bitcoin nó chỉ có một cái lệnh duy nhất là chuyển tiền. Bây giờ cái agent này nó phải đọc nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau, ra những cái lệnh khác nhau để mà bảo cái máy tính làm cái gì, chỉ vậy thôi, đúng không? Rồi vì là theo cái cơ chế đồng thuận thì mình không cần phải tin tưởng ai hết, chỉ cần biết là cứ vô đúng cái điều kiện đó là cái code nó sẽ được thực hiện. Những cái code của blockchain của Ethereum, những cái hợp đồng thông minh là nó sẽ nằm ở trên blockchain mãi mãi. Một khi em đã deploy lên nó sẽ nằm ở đó mãi mãi, đúng không? Rồi
cái EVM code thì nó là low level stack base, thì những mọi người có thấy là những cái lệnh như là push rồi này kia, còn những cái ngôn ngữ cao cấp hơn như Solidity hay là Viper thì tùy mình muốn làm sao cũng được, miễn sao là mình có một cái lớp để mà mình chuyển cái đó về thành cái ngôn ngữ, thành những cái lệnh mà push piece này kia mà EVM nó hiểu được. Rồi, nếu vậy thì một cái vấn đề mà mọi người có thể thấy ngay lập tức đó là nếu như bây giờ mình run cái code bậy đi lên trên cái Ethereum thì sao? Bởi vì là ai cũng có thể viết code lên Ethereum hết. Vậy thì rất là có thể là một người nào đó sẽ viết một cái đoạn code như là các bạn thấy ở bên phải, nó gọi là infinity loop, có nghĩa là nó cứ chạy hoài. Bây giờ tôi viết một cái đoạn code là nếu mà một lớn hơn không thì cứ in ra hoài cái gì đó. Nếu mà các em làm như vậy thì là nó có thể là khiến cả cái Ethereum network đứng, đúng không? Bởi vì khi mà vô gặp cái đoạn code này thì bất cứ cái máy nào gặp cái đoạn code này cũng sẽ chạy hoài, không làm được cái gì khác hết, chỉ cứ chạy vậy hoài, không move qua được cái block main. Vậy thì rất là nguy hiểm. Cái này nó sẽ tạo ra một cái nó gọi là DOS attack, đúng không? Vậy thì Ethereum giải quyết cái vấn đề này bằng cái việc là nó tạo ra gọi là gas, đúng không? Gọi là xăng để mà chạy. Tức là không phải các bạn có thể viết code tùy ý các bạn, nhưng mà khi các bạn chạy cái code đó, các bạn phải trả xăng, trả cái đơn vị vận hành là Ethereum, giống như hồi nãy anh có nói, đúng không? Thì mỗi một cái lệnh ở trên cái EVM, tức nghĩa là thí dụ như bây giờ anh viết một cái loại code bằng bằng Solidity, nó tạo ra 10 cái lệnh trên cái EVM. Mỗi lần một cái contract của anh nó gọi, EVM nó sẽ run 10 cái lệnh. Thì mỗi một cái lệnh trong trong EVM thì nó sẽ yêu cầu một cái lượng gas nó mới chạy. Vậy thì mỗi một cái transaction, mỗi một cái giao dịch muốn, ví dụ như muốn 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 kêu anh là in ra cái chữ hello world cũng được, nhưng mà em phải trả tiền. Mỗi lần anh in một cái chữ hello world là em phải trả bao nhiêu tiền ha? 10 chữ là trả bao nhiêu tiền? Em muốn in bao nhiêu em, nhưng mà em phải có tiền để em trả cho cái đó, thì đó chính là gas ha? Thì giống như là xe vậy thôi, mình có cái xe đó nhưng mà muốn chạy thì phải có xăng. Thì cái cách đó nó sẽ giúp cho Ethereum tránh được cái câu chuyện là mọi người cứ lấy cái xe và làm bậy, vì người ta phải có tiền người ta mới làm được. Rồi thì mỗi một cái transaction ở trên Ethereum nó sẽ phải đưa ra hai cái điều kiện. Thứ nhất là cái start gas, có nghĩa là cái số gas cao nhất mà nó chấp nhận để nó trả cho cái transaction này. Và cái thứ hai là cái giá gas, đúng không? Cái giá gas này nó sẽ dựa trên Ether. Vì sao mà các bạn cũng có nghe cái chuyện đó là khi mà người ta muốn giành giật nhau cái transaction, người ta chạy trước để trả nhiều gas hơn, người ta trả cái gas fee cao hơn đó, để mà người ta được chạy trước. Nếu mà những bạn nào chơi ICO hồi 2017 2018 chắc là rất là rành cái chuyện này, đúng không? Hoặc là bây giờ chơi các bạn nào mà chơi IDO cũng vậy, muốn vô mua nhanh, ví dụ chỉ có mấy mấy trăm slot thôi mà mình muốn là cái của mình là phải được mua đầu tiên vào đúng cái giờ đó, thì thường cái cách người ta làm mình sẽ tăng ga lên rất cao để mà cái sự người ta được chạy nhanh, chạy trước ha. Rồi thì cái đó thì đây là cái giải thích này, là vào cái bắt đầu của cái transaction thì nó sẽ tính ra cái số ga, số total ga trên Ether mà người sender họ muốn. Xong rồi ví dụ như là anh sẵn sàng trả 10 Ether tiền gas cho cái này mới vô, là anh bỏ vô là start gas của anh như đây và gas price như đây, tổng cộng là 10 Ether, thì cái 10 Ether của anh sẽ bị trừ ra khỏi cái tài khoản của anh, nếu như là cầm một cái cục tiền để chạy trước. Xong sau đó rồi cái hợp đồng thông minh nó sẽ execute, nó sẽ chạy và nó sử dụng cái tiền gas đó để nó chạy. Nếu như mà nó không xài hết cái gas đó, chạy tới nơi luôn mà không xài hết cái số gas đó, thì nó trả lại cho anh cái gas. Còn nếu như á mà nó chạy hoài mà anh hết gas thì nó thu hết cái gas đó của anh và nó nói là cái transaction của anh fail, nhưng anh vẫn phải trả hết cái số gas đó ha. Vì sao như vậy? Bởi vì nó sẽ giải quyết cái vấn đề của infinity loops mà hồi nãy mình nói. Có những cái người họ cố tình họ viết cái code bậy rồi họ để cho người khác run để mà làm hôn cả cái network, thì trong cái trường hợp đó ok em vẫn có thể viết code bậy thì lên trên đó, nhưng mà khi mà em run cái code em phải bỏ gas vào, và nếu như cái gas của em bỏ không đủ, nếu mà nó viết một cái infinity loop thì chắc chắn nó không có bao nhiêu gas mà đủ, nó cứ chạy hoài mà, thì nó sẽ thì những cái người miner ít nhất là khi họ run cái code của em họ được trả tiền cho cái việc là họ run cái đó, và ngay cả khi đó, là nó infinity loop nó sẽ kết thúc lúc nào đó, vì em không thể có là infinity có nghĩa là vô cực, không thể nào có cái số lượng Ether vô cực để chạy hoài được, em chỉ chạy hết thôi. Chạy hết thì họ sẽ lấy hết cái tiền đó của em, họ vẫn run một cái code không ra gì hết, vẫn fail như thường, nhưng cuối cùng thì là
thì là họ nhận được cái tiền gas đó của em. Thì đó nó sẽ như vậy, thì nó sẽ làm cho những cái người mà muốn chip họ sẽ không có cái xu hướng chip nữa, vì không có lợi khi mà họ chip như vậy. Ok, nếu mà mình chỉ nghĩ như vậy thì đơn giản ở đây là mình mua cái gas đó là mình mua cái quyền được tham gia và được run một cái đoạn code ở trên cái hệ sinh thái hoàn toàn phi tập trung của Ethereum, đúng không? Thì nó quay lại cái ý ban đầu mà anh nói hồi nãy, có nghĩa là người ta mua Ether, đúng nhất là người ta mua Ether là để người ta run những cái code như này. Thí dụ như anh cần phải có một cái, anh cần launch một cái token ở trên Ethereum, anh cần viết một cái smart contract, anh run một cái token của anh ở trên đó, thì anh cần phải mua Ether để anh làm chuyện đó, để anh viết cái code, để anh cho người ta chơi. Để em muốn chơi cái token của anh thì em phải mua Ether để em tham gia vô. Em mua Ether là chỉ như gas thôi. Đó, thì cái đó mới là cái đúng và vì sao Ether ra đời. Còn cái chuyện sau đó có những người không bao giờ run một cái smart contract nào hết, chỉ vô mua, cũng không hề xài cái smart contract nào luôn, chỉ vô mua Ether đó để đứng nó phát cho những người nào bán lại giá cao hơn cho những người nào muốn xài. Thì cái đó là cái hoạt động về đầu cơ nhiều hơn là cái chính của Ether ha. Ở đây thì một cái detail hơn, sâu hơn tí cho các bạn hiểu là nó hoạt động như thế nào. Thì cái state ở phía bên tay trái tức nghĩa là cái state của cả cái hệ thống trước khi mà có cái giao dịch của các bạn, transaction của các bạn, thì giống như là bên đây là cái tài khoản 8BA này đang có 1024 Ether. Rồi cái đoạn cái ở phía dưới có 5202 Ether, đó là một cái smart contract, đúng không? Nó là cái smart contract chứ nó không phải là một cái tài khoản. Nó có cái đoạn code ở trong đó, thì khi nó có đoạn code nó là smart contract. Rồi, rồi cái đoạn ở dưới cũng là một cái smart contract khác, ở dưới cùng thì là một cái tài khoản khác. Thì bây giờ nếu như mình có một transaction vào thì các bạn sẽ thấy là transaction này nó chuyển từ cái tài khoản 88A qua cái tài khoản 980 10 Ether. Rồi đồng thời á là nó thực hiện một cái lệnh trigger với smart contract số 2 cho Charlie. Thì khi đó bạn sẽ thấy là nó thay đổi cái hệ thống qua cái bước này, đúng không? Nếu mà các bạn nào mà hiểu code có thể run cái code này thì sẽ thấy là từ đây nó sẽ đổi qua đây. Thì nó giống như là cái bàn cờ bên tay trái, là cái bàn cờ trước khi có cái nước đi này, sau khi có cái nước đi này, cái bàn cờ mới nó sẽ nhìn như này. Thì tất cả những cái này là do cái EVM nó update cái state, và tất cả những cái nốt nào tham gia thì cùng phải run cái EVM giống nhau và ra một cái kết quả giống nhau. Rồi những cái phần nào mà gas nào mà dư nó sẽ tự nó trừ lại. Ok, thì phần kết của cái giới thiệu về 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 EVM. Thì khi mà các bạn thấy rõ hơn về Ethereum, về EVM, các bạn sẽ thấy là nó khá cồng kềnh, nó rất là cồng kềnh. Thay vì cái việc là chỉ việc run một cái Hello World ở trên cái máy của mình in ra, thì nó phải in ra hàng trăm ngàn lần ở bao nhiêu cái máy có, đúng không? Mỗi một cái máy đều phải run cái lệnh Hello World hết. Thật ra nó rất là cồng kềnh, nó rất là phức tạp. Nó không phải khi mình run một cái như Ethereum thì mình không nghĩ về cái chuyện là mình run nó hiệu quả đâu. Bởi vì hiệu quả là lúc nào mình run một cái máy của mình nó cũng hiệu quả hơn là run 100.000 cái máy cùng lúc. Rồi, chưa kể là vì có cái vấn đề về consensus, nó lại còn phải dẫn tới cái việc có proof of work, nó phải làm việc nhiều hơn, nó phải giải những cái bài toán y như Bitcoin chỉ để tìm cách là đạt được cái cơ chế đồng thuận, đúng không? Rồi cái contract đi, những cái hợp đồng đi, nó cũng rất là mắc. Bởi vì á, là nó không phải là một cái đoạn contract, ví dụ như bình thường em có thể viết code của em 1.000 dòng, em rất tự hào về câu chuyện là em viết một cái code 1.000 dòng. Nếu em cứ thử tưởng tượng bây giờ cái 1.000 dòng đó của em nó phải nhân lên là mấy trăm cái máy, mấy trăm ngàn cái máy nào cũng phải store thêm 1.000 dòng code của em, thì khi đó nó sẽ rất mắc. Mỗi một cái dòng code mà em viết á, nó sẽ là tiền mà em phải trả cho người ta để người ta lưu cái đoạn code của em lại. Vậy thì á, viết code ở trên Ethereum á, hay là trên bất cứ cái blockchain nào, nó không phải là ai viết dài hơn đâu, ai làm được nhiều cái hay hơn đâu, mà nó là viết như thế nào đó để mà đơn giản nhất, ngắn nhất và đạt được đúng cái mục đích mình muốn. Thì nó sẽ cho các bạn thấy một cái việc đó, là viết code ở trên DApp, viết code trên blockchain đó, ai cũng có thể nói là tôi viết được hết, vì thật ra nó rất đơn giản, viết vài dòng là có một cái code. Nhưng mà cái người nào
viết được nó một cách an toàn nhất, đơn giản nhất và rẻ tiền nhất, thì cái đó mới là những cái code rất là khó và giỏi, đúng không? Ok, vậy thì tất cả những cái đó chỉ để các bạn thấy rằng cái Ethereum nó là một cái sáng kiến, một cái phát kiến vô cùng quan trọng cho cái việc đó, là run được những cái đoạn code hoàn toàn phi tập trung, hoàn toàn không lệ thuộc vô một cái bên thứ ba nào hết. Nhưng ngược lại thì mình phải thấy rằng không phải cái gì mình cũng nên run bằng blockchain, không phải cái gì mình cũng nên run bằng Ethereum. Có những thứ như là in cái chữ Hello World, nó chẳng có việc gì nó phải dùng blockchain hết, nó hoàn toàn làm tốt hơn nếu mà các bạn chỉ có một cái máy thôi. Vậy thì mình phải hiểu cái điều đó để mình sử dụng cái việc làm cái DApp thì tập trung cho nó đúng, không phải là cứ là cái gì cũng là blockchain mới là đúng, mà là sẽ có rất là nhiều thứ là blockchain nó giúp tốt hơn rất nhiều, mà sẽ có rất là nhiều thứ là nó sẽ dở hơn. Vậy thì mình phải hiểu cho kỹ để mà mình chọn ra được cái gì mình sẽ đăng off chain. Off chain ở đây có nghĩa là không có phải trên blockchain, và chỉ những cái gì rất là quan trọng cũng phải store trên trên blockchain thôi. Và với cái việc đó, là những cái token như là Ethereum nó tăng giá rất nhiều trong khoảng chừng năm năm ba năm rồi, thì cái việc run ngày xưa có thể nó rất rẻ. Người thời xa xưa người ta run cái code có khi chỉ tốn có dưới 1 cent, thì bây giờ một cái transaction trên Ethereum các bạn thấy là nó có khi lên tới hàng trăm đô la dễ dàng. Vậy thì đó cũng là những cái mà mình phải consider khi mà nó quá mắc như vậy, thì mình chỉ dùng cho những cái việc mà thật sự là đáng thôi. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Còn Parler để chuyển thành EVM trên máy ảo đó là máy tự làm luôn hay sao ạ? Thì khi mà các bạn viết các bạn vô mấy cái trang Remix hay cái gì cái Truffle, các bạn viết một cái đoạn code Solidity đó, thì nó luôn có cái compound từ Solidity thành EVM á. Cái đó là nó là off chain hoàn toàn nha, nó không có nằm ở trong cái EVM của các bạn. Khi mà các bạn deploy cái code lên lên network Ethereum là các bạn deploy cái đoạn code của EVM chứ không phải là cái đoạn Solidity của các bạn. Khi các bạn viết Solidity ở bất cứ chỗ nào á, là các bạn tự compound, đó là do cái browser của các bạn compound hoặc là do máy của các bạn compound. Còn cái mà blockchain nó đọc chỉ là EVM code thôi, chứ nó không có đọc cái đoạn Solidity của các bạn. Còn cái chuyện của các bạn translate nó như thế nào là chuyện của các bạn ha. Theo em hiểu thì mỗi nốt dòng Ethereum nó sẽ có một con máy ảo EVM, mỗi con sẽ có code của hợp đồng thông minh. Yeah, còn code Exactly, code Solidity và Viper sẽ không có lưu lại ở trên blockchain. Code đó là các bạn cái gì các bạn viết, còn cái mà lưu trên blockchain chỉ là cái đoạn code của EVM thôi. Mình quay lại cho các bạn hiểu nè. Đó, cái mà sẽ lưu lại trên blockchain á là thật ra là cũng không phải là cái push bit này đâu, nó là EVM nó sẽ translate ra thành một cái đoạn 0110, thì cái đó mới là cái mà các bạn lưu lại trên blockchain. Còn cái bên trái nè, cái Solidity contract, Viper contract này là nó không có lưu lại nhé. Mỗi lần contract được thực thi có phải code sẽ được EVM thông dịch rồi trực tiếp từ máy ra thì nếu vậy thì hiệu suất là sinh hợp contract được phiên dịch trực tiếp một lần ra mã máy. Đúng rồi, nhưng mà cái vấn đề là contract không thể được biên dịch trực tiếp một lần ra mã máy được, bởi vì không biết là máy nào. Cái vấn đề là em xài Mac thì cái máy của em nó sẽ khác với lại cái máy anh xài Windows hay là anh xài Linux thì nó sẽ khác, đúng không? Vậy thì đó là vì sao em cái đó thì nó thiên sâu về compiler, nên em có thể hỏi offline, có thể nói chuyện với em thêm. Nhưng mà về cơ bản là từ phía bên trái này nè, Solidity với Viper này nè, em không thể em convert một phát ra được 0110, bởi vì mình không hiểu được cái 0110 đó là nó hợp với cái loại máy nào. Mình cần phải có một cái EVM code ở giữa để nó translate cái đó cho nó hợp lý cho từng cái loại máy khác nhau. Mọi node đều phải có code giống nhau, vì mọi người tự tạo ra một con toàn bộ node trên network biết được. Thì đó, anh giải thích đó là cái mà em thấy là chỉ ở bên phải của em, cái EVM code này nè mới là cái mà blockchain nó đọc thôi. Tất cả cái gì ở bên trái của cái EVM code này nó không quan tâm. Bởi vậy nên nếu như anh có tự chế ra một cái máy, một cái ngôn ngữ mới, thì anh phải tự chế ra một compiler mới để nó viết lại thành cái EVM code ở đây. Tức nghĩa là cái phía bên trái này là hoàn toàn off chain nha, không liên quan gì tới blockchain hết. Đó là em làm trên browser, em làm trên máy của em tự em viết. Thậm chí nếu mà em giỏi, nếu mà
anh giỏi, anh tự anh viết EVM code luôn, anh không cần cái ngôn ngữ cấp cao này, anh có thể anh tự anh viết không một không rồi anh tự anh viết push luôn, thì khi đó là anh viết thẳng vô cái EVM code. Và em có nhớ là hồi xưa Bitcoin đã làm vậy không, em có nhớ cái bài hai bài ba gì anh giảng cho em á, là Bitcoin là nó là một loạt những cái lệnh push rồi này kia luôn, chứ nó đâu có cái ngôn ngữ cấp cao đâu, nhớ không? Rồi mình có run thử một cái example á, thì nếu mà cái bare bone nhất là nó là như vậy luôn á. Còn những cái ngôn ngữ cấp cao này là những cái mình chế ra thêm để mình có thể dễ hiểu. Quá trình từ cost đi từ EVM hệ nhị phân quá trình một chiều hay sao? Không, nó là quá trình hai chiều. Nhưng mà để dịch ngược lại thì nó rất là khó. Cái này là rất là sâu về về compiler, từ EVM thành hệ nhị phân, đó là quá trình hoàn toàn hai chiều. Đó là mà nếu mà em học về compiler là có thể đưa cho em một cái dãy không một không em phải biết được cái dãy EVM, còn từ solidity hay là từ bất cứ một cái ngôn ngữ cao cấp nào thành EVM thì cái đó rất là khó. Ví dụ như anh có thể nói là a cộng b bằng c, c cộng d bằng e, đúng không? Nhưng mà người ta hoàn toàn có thể đổi những cái biến đó lại, ví dụ như là e cộng c bằng d, e cộng a bằng b vậy đó. Thì cái code dịch ngược lại nó không bao giờ giống exactly, nhưng mà từ EVM tới hệ nhị phân thì nó là quá trình hai chiều. Khi chạy lệnh thì phải trả gas, vậy gas đó là do chủ của cái hợp đồng thông minh đó trả đúng không? Phải, gas đó chủ hợp đồng đó chỉ trả cái gas lúc mà deploy thôi, viết cái code đó lên blockchain thì cái người chủ của cái hợp đồng phải trả cái gas đó. Còn khi mà cái hợp đồng đã nằm ở trên đó và em gọi cái đó để làm cái chuyện của em thì cái người user là cái người trả gas. Miner nào thực thi contract thì sẽ được hưởng phí gas hay sao? Miner nào mine được cái block đó thì sẽ được hưởng phí gas. Em có thể em ngồi em mine y như là Bitcoin vậy đó, em mine không được thì em đâu có được. Nhờ thầy giải thích giúp Ether có lợi ích gì khi một game file run trên hệ sinh thái của Ether. Khi end user tham gia vào game file, mỗi game được có một token riêng, một token để vào play không liên quan gì hết. Em vẫn phải trả phí bằng Ether chứ. Ngay cả khi là ví dụ bây giờ em có game let's say là Crypto Kitty đi, em mua bán gì đó em trả cái token của nó thì chuyện của em, nhưng mà đảm bảo là em chạy trên cái hệ sinh thái của Ether thì em phải dùng Ether để trả phí gas, đúng không? Em có thể phải trả thêm cái phí gas của cái token kia là chuyện của em, nhưng mà bất cứ cái gì chạy ở bên trong Ethereum là phải xài Ethereum làm gas, thì cái đó là cái mục tiêu ban đầu của đó, là vì sao mà Ether phải có EVM nằm trong máy tính cá nhân. Còn EVM nó nằm ở trong cái code của cái Ether mà em run đó. Tức nghĩa là khi mà em muốn đào, em muốn làm một cái node của Ether thì em phải run một cái binary, đúng không? Một cái program, trong cái program đó cái EVM nó nằm ở bên trong cái đó luôn. Ok, mình sẽ take 10 phút nghỉ ha. Rồi mình quay lại lúc 9 giờ rưỡi thì mình vẫn còn một cái phần về các cái basic use case của Ethereum, thì anh sẽ qua quickly với các bạn. Các bạn take 10 phút nghỉ nha. Phát triển ra thì nó là cái chiêu thức mà nó được phát triển dựa trên những cái original idea đó. Trước hết thì cái use case đầu tiên chắc chắn không thể nào bỏ qua các cái use case về token, đúng không? Nên nhớ là Ethereum ra đời vào độ khoảng 2014, 2015, nhưng mà phải tới khi mà có cái token ERC20 thì nó mới tạo nên cái cơn sóng kinh khủng, đặc biệt là ở cái hiện tượng ICO năm 2017, 2018, cái mà đã mang rất là nhiều người đến với lại cái thế giới của blockchain và crypto, đúng không? Thì rất là đơn giản, cái nghe nghe thì nó như vậy nhưng mà nó cực kỳ đơn giản. Nó chỉ đơn giản là mình tạo ra một cái token, một cái smart contract, giải thích cái token đó là cái gì, define nó là token nó như thế nào, rồi sau đó là nó là một cái list của những cái người nào đang nắm cái token đó, mỗi người có bao nhiêu cái token đó. Tất cả những cái đó nó đã được làm cách tự nhiên bởi nó giống như là một cái đồng tiền ở trên một cái đồng tiền khác vậy, đúng không? Thì tất cả những cái tính chất mà chuyển tiền an toàn, double spending đã được cái blockchain take care rồi. Cái duy nhất mà cái token nó cần phải lưu lại chỉ là cái số lượng của chính nó thôi. Thì đơn giản là ví dụ như send từ địa chỉ này tới địa chỉ kia thì cái code em thấy nó rất đơn giản, cái duy nhất nó check chỉ là
cái người xem có đủ cái số tiền hay không. Nếu mà có đủ thì nó trừ cái số tiền đó khỏi người xem và nó cộng gộp cho người tới. Chỉ một cái lệnh hoàn toàn là một cái hàm rất là đơn giản như vậy đã tạo ra cái cơn lốc vào năm 2017, và rất là nhiều những cái loại token khác nhau, và từ đó thì cho phép người ta là ICO. Cái thứ hai là một trong những cái motivation lớn của Ether ban đầu là sẽ làm được những cái vấn đề về monetize, đúng không? Có thể những cái chữ ký nhiều người ký một cách đơn giản hơn, cái cách mà Bitcoin phải làm đó. Thì thật ra thì đó, cái đoạn code phía bên phải là làm cái câu chuyện đó khá là đơn giản thôi. Cái thứ ba đó là proof of existence, có nghĩa là chứng minh rằng có cái sự kiện đó, có cái chuyện đó xảy ra lên trên blockchain, từ đó nó không thể thay đổi được. Anh ví dụ như là nếu như anh có một cái bài viết, một cái bài báo, cái bài viết gì đó, và anh muốn chứng minh rằng anh là sở hữu của cái bài viết đó, nhưng mà anh không muốn share toàn bộ cái nội dung của cái bài viết đó đi lên trên blockchain, thì đối với Ethereum anh chỉ việc làm rất là đơn giản, đúng không? Đó là anh timestamp cái thời điểm mà anh làm cái đó, anh hash nó dựa theo cái timestamp đó, anh hash toàn bộ cái content và anh chỉ lưu cái hash lại ở trên cái smart contract của anh ở trên Ethereum là xong. Thì cái này anh có nói qua hôm mà mình học về Bitcoin, là Bitcoin cũng có những cái người làm như vậy, gọi là xả rác ở trên Bitcoin, nghĩa là họ viết một cái gì đó, họ dùng với Bitcoin, họ stamp stamp cái đó, họ gửi đi, nhưng mà nó làm một cách khá là, gọi là sao ta, thiếu tự nhiên, nghĩa là nó giống như nó đang xả rác vào vậy, rồi nó sử dụng cái đó để mà nó lưu lại cái record. Còn Ethereum thì cái việc làm này là việc làm hoàn toàn chính thống, đúng không? Nó là một cái hợp đồng thông minh dùng để lưu lại một cái sự kiện đã có vào cái thời điểm đó và được toàn bộ cái hệ thống chấp nhận. Thì cái đó là nó có vẻ nó chính thống hơn, nó được tạo ra cho cái mục đích đó, chứ không phải là được xài như là một cái tính năng lẻ như là của Bitcoin. Thì từ cái tính chất này nó tạo ra một số những cái use case khá là mạnh, ví dụ như là chứng minh ownership của một 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 cái thứ gì đó, giống như hồi nãy anh nói, hoặc là một cái mà dạo gần đây nó rất là hot, nó là decentralized DNS system á, tức là như các bạn biết là, ví dụ các bạn vô một cái trang web như yahoo.com, google.com, thì thật ra là cái đó nó chỉ là cái domain name thôi, rồi nó phải được nối với lại một cái IP address, từ cái IP address đó nó mới đẩy các bạn tới cái trang web đó. Thì trong cái hệ thống centralized bình thường các bạn phải trả tiền cho GoDaddy, cho một số những cái DNS pack để mà họ map cho các bạn cái địa chỉ của các bạn tới cái web, tới cái IP address mà các bạn muốn. Đó là trong cái thế giới bình thường của mình, centralized nó làm như vậy. Thì cái Ethereum blockchain này nó hoàn toàn có thể làm cái chuyện đó, hoàn toàn decentralized. Nhưng mình không cần một cái cơ quan nào đứng ra để nói là yahoo.com là địa chỉ 1.2.2.4, mà mình chỉ cần tất cả những người tham gia cái hệ thống đó hiểu cái đó là được. Vậy thì họ chỉ việc lưu lại cái đó lên trên cái smart contract, và khi mà có ai đó muốn truy cập vô yahoo.com thì họ sẽ nhìn vô cái blockchain mà họ tới cái đó. Thì bây giờ có một số những cái công ty nó làm chuyên về cái này đó, nó có những cái domain rất là đặc biệt, ví dụ như chấm crypto chấm blockchain này kia, thì cái đó là một từ cái ý tưởng này, thì ngày hôm nay nó ra rất là nhiều cái service kiểu như vậy. Cái vấn đề về sổ đỏ đất đai thì chắc là mình đã quá rõ cái này, như là ở Việt Nam là một cái nước đang phát triển, thì các cái vấn đề về đất đai, gian lận, sổ đỏ, chuyển giao nhà cửa, nó là một cái vấn đề là nhức nhối rất là nhiều năm rồi. Rồi những cái vấn đề này thì ở những cái nước phát triển thì nó còn tệ nữa, là ví dụ như chính phủ cũng không có một cái hệ thống đàng hoàng, rồi có thể dễ dàng mà vào để mà biết được nó là ai đang là chủ sở hữu của đất nào, thậm chí là quy hoạch đất, số hóa đất còn chưa có. Rồi cầm một hai cái sổ đỏ y như nhau, không biết cái nào thật cái nào giả. Đó là những cái vấn đề hết sức bình thường mà gặp, gọi là ở phần lớn của các cái nước không phát triển hoặc là đang phát triển. Ở những cái nước như là Mỹ hay châu Âu thì cái hệ thống của nó tốt hơn nhiều,
Nhưng mà về cơ bản thì đây vẫn là một cái nhu cầu rất là thiết thực. Vậy thì làm sao thì làm sao để mà cái hệ thống blockchain nó có thể giúp được. Nếu mà các bạn nghĩ về mỗi một cái sổ đỏ, mỗi một cái miếng đất, nó giống như là một cái tài khoản bình thường, thì có phải một cái token bình thường, thì có phải nó chỉ đơn giản là câu chuyện chuyển giao xem tới xem lui những cái token đó cho nhau, ai cầm cái đó và chứng minh được, thí dụ như bây giờ anh có một cái sổ đỏ và nếu như nhà nước chứng minh rằng cái sổ đó là của anh bằng một cái chữ ký nào đó hay là một cái câu gì đó, xong anh hash nguyên cái cục đó, thì cả một cái sổ đỏ đó nó sẽ có một cái unique identity ID là cái hash của tất cả những thứ đó, và anh có thể chứng minh được nó là của anh bởi vì là anh có cái private key, đúng không? Anh có thể so với đó và send về lại cái content của toàn bộ sổ đỏ đó, cũng như là nhà nước cũng có thể có một cái private key và sign vào cái đó, mình multisig để mà biết cái miếng đất này là của anh. Vậy thì nếu như anh có tất cả những cái thứ đó thì có phải là nguyên cái đó nó chỉ là một cái token trên blockchain không? Nếu như mà toàn bộ cái hệ thống blockchain recognize là ông Huy đang nắm cái miếng đất có cái chữ ký là ABCD này và chỉ có ông Huy mới mở được cái đó ra, ai mà sau này ai mà muốn tới nói thử thách anh là cái đất này có phải là đất của anh hay không, thì anh chỉ việc dùng cái private key của anh sai vào và nó hiện ra rõ ràng, sau vậy trong cái đó nó sẽ có một cái chữ ký của nhà nước nói là cái đất này là đất của anh, vậy thì không ai có thể giả cái miếng đó được. Người ta đem một cái miếng đất khác để đi bán thì cái người mua chỉ việc yêu cầu họ ký và chứng minh là cái đó là của họ, họ sẽ không thể ký được, đúng không? Vậy thì cái này là blockchain nó có thể giải quyết được dựa vào những cái tính chất của nó như là sử dụng hash, sử dụng immutable transparency và limit cái centralization. Thì ngày xưa khi mà những cái ý tưởng mà sử dụng đất này mới ra thì nó cũng gặp khá nhiều những cái vấn đề, và nó chưa có được đi đúng hướng, nhưng mà chỉ trong cái năm 2021 gần đây thì các bạn thấy với cái trào lưu của NFT ra đời ha. NFT một trò rất mới, mặc dù là cái idea là nó rất là hay, nhưng mà thật sự là nó chỉ vào production là khoảng chừng cuối năm 2020 cho tới đầu năm 2021. Thì bây giờ mỗi một cái nhà này thật ra nó chỉ là một cái NFT thôi. Bây giờ mỗi một cái nhà là một cái chứng chỉ duy nhất, và các bạn chỉ việc send tới send luôn cái chứng chỉ đó. Thì bây giờ nó thật sự nó đang đóng vai trò NFT, nó thật sự là nó y như cái sổ đỏ, không khác gì cái sổ đỏ hết. Thì ngày xưa khi mà mới Ethereum mới vừa ra đời thì họ chưa có cái khái niệm là NFT, thì cái họ nói ở đây cái solution của họ là kết hợp cái đó, nhưng cái ngày hôm nay thì mình đã có cái NFT làm cái chuyện đó rồi. Thì một số những cái nước giống như là Georgia hay là Ukraine hay là Thụy Điển thì đã ứng dụng cái nghiên cứu và ứng dụng cái việc đó là sử dụng blockchain, cũng như là blockchain của họ blockchain private, để mà họ lưu lại những cái record về sổ đỏ nhà đất. Nhưng mà cái again thì cái vấn đề lớn nhất của cái những cái land hay là này kia là những cái tài sản thật thành tài sản số, nó vẫn nằm ở cái bước là nó gọi là GIGO, nghĩa là garbage in garbage out. Nên cái problem của nó là khi mà cái input vào nó xấu, nó là không có đúng, ví dụ như bị lừa, bị chính quyền không có ghi đúng cái đó vì lý do gì đó, ví dụ tham nhũng này nọ, thì cái blockchain nó cũng không có giá trị, vì mình rất cần những cái thông tin đi vào trong blockchain phải là thông tin thật và thông tin đã được verify, thì nó ở đâu đó nó vẫn bị cái layer của cái sự tập trung, phải có một cái đơn vị nào đó đứng ra để làm cái chuyện đó thì mới 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 đẩy được cái hệ sinh thái, đúng không? Thì cái vấn đề đó thì đâu đó mình cũng đã thấy phản phất trong năm vừa rồi, những vấn đề NFT như là một cái bức tranh, thì làm sao để mà mình chứng minh được bức tranh nó thật sự của cái họa sĩ đó, thì đâu đó nó cũng có những cái solution để mà nó giải quyết, nhưng mà nó cần phải có một cái sự tập trung nhất định, nó có một cái tính tập trung nhất định, thì nó hơi đi ngược lại với lại cái tính mình thật phi tập trung mà blockchain nó muốn tạo ra. Ok, prediction market tức nghĩa là cái thị trường cá độ, cái thị trường dự đoán kia là một cái thị trường hết sức phát triển dựa trên cái blockchain, đúng không? Như là ở Mỹ đã có những cái ví dụ như bầu cử tổng thống đi, thì đã luôn có những cái vote rồi những cái trang để người ta dự đoán coi ai thắng ai thua, rồi rồi
như này như kia, nó là một cái là centralized hoàn toàn. Thì thật là tất cả những cái này á, cái tính chất cá độ của người ta đó, là luôn mang cái tính chất của phi tập trung thì nó mới là đúng. Thật ra là những cái nhà cái, những cái chỗ mà đi polling để mà dự đoán kết quả nó ra đời chẳng qua là bởi vì người ta không thể tự tiếp, người ta tự nói chuyện được với nhau, đúng không? Và mình đã thấy cái chuyện này rất nhiều. Ví dụ như các bạn coi một trận bóng đá, các bạn cá độ với nhau, các bạn cá độ trực tiếp chứ các bạn cũng đâu có chạy đi ra ngoài 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 một cái chỗ nào để mà các bạn đặt cược đâu, đúng không? Và cái chuyện nó sẽ rất là nhiều vì bản chất nó là cái câu chuyện phi tập trung, những cái câu chuyện đó là nó câu chuyện giữa peer to peer, nhưng mà bởi vì người ta không thể kiếm được nên người ta mới phải đi vô những cái chỗ tập trung để người ta đặt những cái bet. Thì cái phi tập trung á, là mình không nói là xấu tốt như thế nào, thì bản chất của cái prediction market nó là cái tự nhiên của nó thích hợp cho cái blockchain. Thì khoảng 2-3 năm trước á, thì những cái service như là Gnosis hay là Augur là cực kỳ nổi tiếng. Bây giờ thì vẫn còn Chainlink, đúng không? Chainlink cũng là một cái oracle để mà theo dõi những cái gì ở ngoài đời thật để đẩy vào trong blockchain, đúng không? Và nó là một cái service là lúc nào cũng up hết, lúc nào cũng chạy được bình thường. Chỉ cần là những người tham gia vào cái blockchain muốn đặt một cái bet và bỏ vào, có một cái hợp đồng thông minh, chỉ đơn giản nói là tôi bỏ nhiêu đây tiền vô để tôi predict cái này, và những người khác họ cũng làm giống như vậy, thì từ cái hệ thống, từ cái hợp đồng thông minh nó sẽ execute, nó sẽ nhận được được đầy đủ là ai như thế nào, và khi có cái kết quả được update vào thì nó sẽ send đúng cái tiền thưởng ra, không cần phải có một đơn vị thứ ba nào đứng giữa. Nó là một cái sự apply hết sức tự nhiên của hợp đồng thông minh vào trong cái một cái lĩnh vực mà cơ bản nó chính là peer-to-peer. Thì khi mà có những cái như Augur hoặc là Gnosis á, thì người ta có thể làm nhiều thứ hơn nữa. Người ta có thể predict những cái chuyện khác ngoài câu chuyện là những cái lớn như là bầu cử tổng thống hay bóng đá. Anh có thể hoàn toàn tạo một cái poll chỉ để là tranh luận với các bạn là hôm nay có mưa hay không, hay là hôm nay có bao nhiêu người đi học cái lecture này. Mình có thể làm bất cứ cái gì cũng được, mình chỉ việc đưa một cái create một cái market lên và mọi người có thể tham gia vào ngay lập tức. Thì đó là một cái rồi đó, automatic trustless payment, có nghĩa là tự động gửi tiền vô là chơi, chơi xong là có kết quả cái là ai nhận tiền đó. Censorship resistant nghĩa là ai muốn chơi chơi, không có cấm. Ví dụ như các bạn mà chơi các cái dịch vụ gọi là dự đoán này kia ở nước ngoài á, thì có thể là các bạn sẽ không được chơi vì lý do gì đó. Những chuyện trên blockchain thì nó hoàn toàn là tự nhiên. Thì một trong những cái use case khá là gọi là nâng cao của cái này, đó là cái chuyện là người ta sẽ tạo ra những cái dự đoán, nhưng mà thật sự là nó có cái inside information. Inside information có nghĩa là những cái người bên trong họ có thể hiểu biết được phần nào. Anh ví dụ nha, là thí dụ như các bạn cá một cái chuyện gì đó, các bạn predict một cái chuyện gì đó liên quan tới một cái bộ phim. Là liệu cái bộ phim đó nó có nhân vật đó có chết hay không, thì thật sự á, là cái nhân vật đó có chết hay không, không cái nhân vật có chết thì không có đúng lắm. Ví dụ như các bạn nói là cái bộ phim đó nó có được 4 sao ở trên cái trang đánh giá hay không, thì á, các bạn hoàn toàn có thể mua được những cái insight, có nghĩa là những cái thông tin từ những cái người tham gia vào cái bộ phim đó. Ví dụ các bạn có thể cái bộ phim đó, ví dụ như có người A đóng, các bạn hoàn toàn có thể trả tiền cho người A, những người A nói với các bạn là à cái phim đó tôi thấy đóng được lắm, hay lắm, hay là có cái vấn đề này, có cái vấn đề kia. Tức nghĩa là nó tạo nên một cái thị trường thứ cấp ở phía dưới và cho phép người ta là chuyển giao thông tin cho nhau và được lưu lại. Ví dụ như các bạn nói là tôi trả 100 đô thì tôi mua cái thông tin này, những cái thông tin đó hoàn toàn ghi lại ở trên blockchain hết, và mọi người đều biết ai có cái thông tin đó ai không. Thì từ đó nó tạo ra những cái hệ thống dự đoán, những cái hệ thống cá độ nó phức tạp hơn là những cái đơn thuần mà mình hay cá, ví dụ như đá banh mình không thể nào biết được đó, là ngoài những cái thông tin mà ai cũng biết, ví dụ như là đội tuyển đó hôm đó có bao nhiêu cầu thủ nào khỏe, cầu thủ nào không khỏe, nhưng mà có những cái thật sự mình không biết được, đúng không? Mình không biết được là bên trong đó là, ví dụ như ngày mai Việt Nam đá banh thì chỉ có ông thầy phát là không biết là ai ra sân thôi. Ví dụ mình có thể mua được cái thông tin đó, chứ mình có thể tăng cái xác suất lên. Thì những cái đó là những cái mà trong cái thế giới central
trong cái thế giới tập trung bình thường người ta không làm được, nhưng mà với cái decentralized, với lại cái hệ thống smart contract đó, hợp đồng thông minh đó, thì những cái đó nó hoàn toàn cho phép người ta hoàn toàn có thể tham gia một cách rất là mở, rất là công bằng, rất là decentralized, và nó tạo nên những cái kịch tính cao hơn những cái game đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng một cách thoải mái cho những cái này anh chỉ ví dụ cái rất là cơ bản thôi, nhưng mà nó hoàn toàn nó có thể go beyond rất là nhiều, và mỗi lần người ta ra những cái ý tưởng như vậy thì nó lại ra những cái project rất là hay, nó có những cái project nó làm cái prediction rất là phức tạp. Anh thấy là đó là những cái rất là sáng tạo, thinking outside the box đó. Thì cũng trong cái prediction market thì người ta có thể sử dụng đúng cái concept của smart contract trong prediction để tham gia với ví dụ như bảo hiểm. Bảo hiểm hoàn toàn decentralized, nó là một cái khái niệm hoàn toàn có thể thực hiện được. Mình có thể thấy nó suôn, đúng không? Nghĩa là tôi bỏ tiền vô đây để tôi nói là nhà tôi sẽ không bị cháy. Thường thường các bạn đóng bảo hiểm nhà ở nước ngoài, ở Mỹ, châu Âu này kia thì bắt buộc phải đóng bảo hiểm tất cả mọi thứ. Ở Việt Nam thì mình ít thấy cái đó hơn. Ví dụ như nhà cũng phải có bảo hiểm, xe cũng phải có bảo hiểm, sức khỏe cũng phải có bảo hiểm. Thì bây giờ cái hệ thống này nó sẽ cho phép mọi người được quyền đặt cái tiền bảo hiểm, đặt cái tiền cược vào cái chuyện đó như thế nào, đúng không? Tôi sẽ đóng như này nếu nhà tôi không cháy, ví dụ vậy. Thì những cái nếu mà nhà tôi có cháy thì tôi sẽ bị mất cái số tiền này, nếu nhà tôi không cháy tôi được lấy lại cái số tiền này, ví dụ vậy. Thì những cái đó là hoàn toàn smart contract nó sẽ làm cách tốt hơn. Đó, rồi security box cũng vậy, có thể mở ra để mà cho các cái bên hacker vào tham gia thử coi coi cái hệ thống có bị vấn đề gì không, nhận được tiền thưởng nếu mà kiếm được lỗi, hoặc là ICO. Futachi là một cái concept thật là khá là phức tạp. Hôm nay thì anh thấy là mình có vẻ mình hết giờ, mình không có thời gian mình nói về Futachi. Nó gọi là Fort Value Based Belief. Anh sẽ send sau cái giờ học anh sẽ gửi cái link tới cái đó, nếu mà các bạn nào mà có interested thì có thể đọc qua. Đây là một cái concept rất là hay. Nếu mà tuần sau mà có thời gian thì anh sẽ nói kỹ hơn. Rồi, thì một cái ứng dụng khác của blockchain truy xuất nguồn gốc này thì bây giờ mình cũng đã nghe người ta nói khá nhiều rồi, đúng không? Người ta truy xuất được tất cả mọi thứ. Một số bên đã sử dụng như Everledger sử dụng để mà track kim cương, xem là nó có phải đến từ những cái chỗ không hay, Blood Diamond hay là những cái châu Phi, những khu vực tham nhũng này kia hay không. Rồi, Smart Energy Grids, tức nghĩa là cái hệ thống phân phối năng lượng thông minh. Cái này á, thật ra cái này là cái use case đầu tiên mà đem anh tới blockchain ngày xưa. Có nghĩa là khi mà anh ở Google mà phải làm một cái dự án về phân phối cái frequency của 3G 4G, nó sử dụng những cái 2.4 GHz hay là 5 GHz đó, thì nó là một cái band của thì nó là một cái band của wireless, nhưng mà nó cũng giống như energy vậy thôi. Thì khi đó nếu mà em có cái hợp đồng thông minh đó, em sẽ có thể chuyển đổi cho nhau rất là dễ. Ví dụ như nói đơn giản là thí dụ ở nước ngoài người ta có 3 công ty điện, chứ không phải như ở Việt Nam thì chỉ có một công ty điện. Thì nếu như công ty điện này họ hết điện, họ có thể mua lại của công ty khác để họ cung cấp cho những customer của họ, đúng không? Và đâu phải lúc nào là họ cũng hết đâu, có khi thì họ dư, có khi thì họ hết. Vậy thì ba cái công ty đó nếu mà họ có thể cùng join vào một cái blockchain với nhau và cùng có một cái số lượng đó, có thể share qua share lại dựa vào cái hợp đồng thông minh, thì nó sẽ rất là đơn giản, đúng không? Cứ ông này mượn của ông kia bao nhiêu thì trả bấy nhiêu tiền cho cái phần đó. Nếu ông kia dư thì ông kia bán, khi không dư thì thôi. Nó là một cái chợ mà nó hoạt động một cách rất là tự động, không cần phải có một cái bên nào đứng giữa hết. Nó chỉ hoàn toàn là dựa trên smart contract để mà chuyển từ từ A qua B, từ B qua C và nhận cái số tiền tương ứng như vậy. Rồi, và cái cuối là khi người ta tạo ra Ethereum, người ta tạo ra cái hợp đồng thông minh, người ta áp ở our trading. Một các bạn là một cái chơi chứng khoán thì biết đó là thường ngày chứng khoán nó chỉ mở 5-6 tiếng thôi, sau cái giờ đó thì không có chơi được, hoặc là phải vô đặt những cái lịch mua, người ta gọi là after hour trading, có nghĩa là sau cái giờ trading, và rất là khó để mà nó hit. Còn trong khi các bạn có thắc mắc là tại sao thị trường crypto thì nó luôn luôn chạy 24/7, đúng không? Bitcoin chạy cả chủ nhật, thứ bảy chủ nhật không bao giờ dừng hết, nó chạy around the clock, nhưng phải chỉ 5-6 tiếng là mình chơi chứng khoán. Vậy thì bởi vì sao? Bởi vì những cái giống như là cái DEX, những cái concept về cái decentralized chain, nghĩa mọi người chỉ sử dụng hợp đồng thông minh thôi,
mọi người chỉ vào đó muốn mua thì thảo với trong thông minh nó mua, bán thì bán, không cần phải có một đơn vị nào đứng giữa và giải quyết cái settlement cho các bạn hết. Thì khi đó các bạn sẽ làm khoảng 4 trên 7, lúc nào cứ có người mua thì tôi bán, có người bán thì tôi mua, thì đó là cái rất là powerful của blockchain, của hợp đồng thông minh. Gần đây thì chắc là ai cũng nghe nói khá nhiều về blockchain và internet. Người ta gọi là blockchain là cái internet 2.0, đúng không? Thì anh chỉ muốn stress một tí ở cái đoạn này. Tức nghĩa là ngày xưa nếu mà chỉ có Bitcoin thì người ta khó mà so với Bitcoin với internet được. Nó giống như là internet 1.0 thời xa xưa vậy á. Nhưng mà tới khi mà Ethereum ra đời và bắt đầu á, là cho phép người ta ứng dụng rộng rãi cái câu chuyện của smart contract vào ví dụ cái DApp phi tập trung, thì cái so sánh với internet nó trở nên gần gần hơn là bao giờ hết, đúng không? Thì á, thật ra có những cái điểm khác biệt khá là lớn giữa internet và blockchain, nhưng mà cái mức độ mà tạo ra cái impact giống như là blockchain không thể hoạt động nếu không có internet, quá rõ rồi. Nhưng mà cái việc mà từ cái internet build lên cái blockchain nó sẽ tạo ra những cái fundamental, những cái lớn mà người ta nghĩ là nó sẽ shaking the world, nó sẽ gọi là thay đổi thế giới, y như là internet thay đổi thế giới và có thể 20 năm, và thậm chí người ta nghĩ là nó sẽ còn lớn hơn cả AI, nó sẽ còn lớn hơn cả mobile này kia. Bởi vì sao? Bởi vì á, là có cái blockchain và cái việc là em có thể viết code phía trên đó và sử dụng hoàn toàn cái decentralization, sử dụng hoàn toàn cái sự phi tập trung thôi á, thì nó cho phép người ta gọi là internet là cái vận chuyển về information, cái sự trao đổi về information, về thông tin, người đọc thông tin với nhau. Còn blockchain nó là một cái sự trao đổi về về value, về giá trị, đúng không? Nó Bitcoin chuyển là chuyển tiền chứ không phải chỉ là chuyển thông tin qua lại, không phải chỉ chuyển email qua lại mà nó là chuyển tiền. Và khi mà có thêm Ethereum, bất cứ cái gì mà mình nghĩ tới cái vấn đề là cần phải chuyển cái giá trị giữa người này với người kia trực tiếp không qua một đơn vị nào đó khác, thì khi đó là blockchain nó sẽ phát huy tối đa cái thế mạnh của nó. Vậy thì cái này mình chỉ cần hiểu là internet và blockchain nó càng ngày càng trở nên là gần với nhau hơn, và blockchain nó chứng minh nó là cái internet 2.0, nó sẽ tiếp nối những cái fundamental của internet mà nó build lên cái giá trị to lớn hơn. Internet ngày xưa là exchange of information, có nghĩa là sự trao đổi thông tin, và blockchain là exchange of value, có nghĩa là trao đổi những giá trị, đúng không? Thông tin thì nó chỉ có đơn giản là giá trị vô hình, còn giá trị là thật sự là nó có mang theo cả tiền bạc, cả reputation, cả rất là nhiều thứ khác nữa. Ok, thì ở cái phần cuối này mình sẽ tụ chung lại một số những cái tính chất quan trọng nhất của blockchain, và để giải thích rằng hiểu như thế nào về blockchain là đúng ha. Thì á, một những cái tính chất mà mình hay nghe nói tới nói lui về blockchain, ví dụ như efficiency, immutability, redundant, cryptography, tất cả những cái đó là những tính chất quan trọng của blockchain. Nhưng nếu như chỉ nhìn vô cái những cái tính chất đó và nói là bởi vì như vậy nên mình phải xài blockchain cho cái use case của mình, thì cái đó là sai. Không phải use case nào cũng là blockchain, và không phải là chỉ bởi vì một cái use case nó có một cái tính chất của blockchain có thì nó nên xài blockchain, cái đó cũng sai luôn. Anh ví dụ efficiency tức nghĩa là sự hiệu quả, thì hiệu quả là một cái context rất là khó khó nói, đúng không? Ví dụ như anh chuyển cho em Bitcoin 10 phút nhận được Bitcoin, vậy thì nó có hiệu quả hay không? Nếu mà em nói trong cái context anh cần chuyển 100.000 đô từ Việt Nam qua Mỹ, vậy anh đợi 10 phút và anh nhận được cái tiền đó bên Mỹ, vậy thì rất hiệu quả, đúng không? Nhưng mà nếu như mà cũng cái câu chuyện là chuyển cái Bitcoin đó, anh mua một ly cà phê anh phải đợi 10 phút là một tiếng để mà nó chuyển, thì nó không hiệu quả. Vậy thì cái hiệu quả là nó phải được bỏ vào đúng cái context nha. Rồi cũng vì á, không phải là chỉ bởi vì là cái đó nó có sử dụng mã hóa, hay là cái đó nó có sử dụng mission critical, hay là nó có minh bạch thì nó buộc phải sử dụng blockchain, nó cũng không phải vậy, bởi vì có rất là nhiều cái công nghệ khác không phải blockchain và vẫn làm chuyện đó rất là tốt. Vậy thì mình phải nhìn nhận trên một cái góc độ vĩ mô hơn là blockchain nó mang lại cái gì trong cái use case đó. Mình phải thấy á, là nhờ có blockchain thì á, và blockchain nó đưa ra những cái
thông tin minh bạch tất cả mọi thứ, thì mình giúp á, là mình giải quyết được những cái vấn đề về data silo, có nghĩa là cái lỗ hổng về thông tin. Ví dụ như một cái công ty bỏ lên blockchain tất cả những cái thông tin của họ, một công ty khác bỏ lên những công ty khác, n cái công ty đều bỏ tất cả những thông tin đó một cách publicly, thì khi combine nó lại mình sẽ thấy có những cái lỗ hổng và mình sẽ giải quyết được những cái lỗ hổng đó. Giống như là kế toán thôi, nhưng mỗi công ty khai thuế này kia, nếu như hiện giờ theo cái cách làm hiện giờ là công ty nào biết công ty đó thì sẽ có những cái lỗ hổng, sẽ bị lệch cái khoản tiền này. Vì sao? Thì nếu như mình sử dụng blockchain cho cái chuyện đối ứng, cái chuyện nó rất hợp lý đúng không? Bởi vì bây giờ ba bốn cái công ty cùng vào, không cần phải có một cái người vô từng cái công ty một rồi crunch từng cái number, mà chỉ việc bỏ chung họ lại với nhau, họ chỉ việc chạy một lần là họ sẽ thấy được. Rồi enforcing common API and data standard, tức là khi tất cả mọi thứ đều đã lên blockchain hết thì nó đã cùng theo một cái chuẩn, thì từ cái chuẩn đó thì nó sẽ thành cái smart contract rất là dễ. Giống như nếu như công ty A đã lên blockchain, đã có data ở trên blockchain hết, data đã input vào một cái smart contract, thì công ty B chỉ việc gọi cái smart contract đó. Còn nếu như công ty A chưa có cái đó thì rất là khó. Còn khi tất cả mọi thứ đều đã lên hết thì nó chỉ là những cái smart contract gọi cho nhau, nói chung cái language rất là dễ, và từ đó thì nó sẽ increase lên cái tác động của cả một cái network. Ví dụ 2-3 cái công ty lên thì nó chưa có đủ, nhưng mà nếu mà 100 công ty lên thì khi đó những công ty nào không lên sẽ trở thành là những công ty bị bỏ lại phía sau, bởi vì nó đã có đủ cái thông tin để nó tự nó đi deduct ra. Vậy thì những cái tính chất quan trọng của blockchain là hoàn toàn phi tập trung, tức nghĩa là tránh được những cái vấn đề về tham nhũng, corruption của chính phủ, đúng không? Rồi tạo ra những cái hệ thống tự vận hành trong cái tự động và tạo nên được sự minh bạch và an toàn cần thiết cho cả một cái network. Vậy thì mình phải nhìn tất cả những cái đó và thấy rằng khi mà cái decentralization nó là problem thì mình sẽ sử dụng blockchain. Thì khi đó mình sẽ thấy là mình nhìn về một cái khi mà mình cần phải có một cái quyết định cho một cái use case có sử dụng blockchain hay không, là sử dụng một cái centralized solution, thì most of the time mình sẽ thấy cho tới ngày hôm nay là trước khi có blockchain cách đây 5-7 năm, tất cả mọi thứ đều centralized hết và thế giới vẫn vận hành rất tốt, không có vấn đề gì cả, đúng không? Bây giờ có blockchain, nó giống như mở ra một cái cánh cửa mới, nó mở ra một cái thế giới decentralized mới, thì người ta sẽ thấy càng ngày càng có nhiều những cái use case đang từ zero, không có gì hết, 100% centralized. Bây giờ thì nó sẽ bắt đầu đổi ra 10%, 20%, 30%, đâu đó nó sẽ 40-50%. Nhưng mà không bao giờ có chuyện là blockchain sẽ replace toàn bộ cái hệ thống hiện hành như là centralized, bởi vì centralized nó có rất là nhiều những cái lợi, và những cái lợi này thì những cái lợi các bạn phải hiểu để mà thấy rằng khi nó là một trong những cái thế mạnh của centralized thì không bị gì chúng ta phải đổi thành blockchain cả. Thứ nhất là cái centralized là cái hệ thống cũ nó có một cái deep integration, có nghĩa là nó có một cái sự tích hợp sâu đối với lại tất cả những cái thứ khác. Giống như bây giờ toàn bộ cơ quan chính phủ đã số hóa rồi, tất cả những cái thông tin, những cái database của họ nó đã đẹp đẽ hết rồi, không việc gì phải đổi cái đó thành blockchain cả. Nó nhanh hơn rất nhiều, yếu tố thứ hai nhanh hơn rất nhiều, efficient rất nhiều, đúng không? Một cái đoạn code chỉ run bởi chính phủ thay vì một cái đoạn code phải run bởi 1.000, 100.000 những cái máy tính khác nhau, đúng không? Rồi chính phủ là người có quyền cho phép ai đọc, cho phép ai không đọc, và cái việc đó nó nhanh hơn. Nếu như bị hacker đi, một lần mà một cái hệ thống blockchain bị hack nó rất phức tạp, mình phải tốn rất nhiều thời gian để mà revert cái đó lại, trong khi chính phủ chỉ đơn giản là tắt máy, đúng không? Mình đã từng thấy một số những cái công ty khi bị hack thì chỉ đơn giản là tắt điện, tắt máy. Còn blockchain mình không thể làm vậy được, bởi vì nó luôn luôn chạy, đúng không? Rồi, và cuối cùng là những cái giống như là AI, như là machine learning, những cái đó chắc chắn không thể làm trên blockchain được, bởi vì blockchain nó không thể chứa được cái lượng thông tin quá lớn như vậy. Và thật sự là nó có những cái thứ mình rất cần phải có những cái đơn vị đứng ra và bảo đảm cho cái chuyện đó, không phải cái gì mình cũng có thể là tự hoạt động với nhau được. Anyway, thì cái ý cuối chỉ là lúc nào mình cũng phải tự đặt cái câu hỏi khi mà mình nghĩ về một cái use case cho blockchain. Rất là nhiều bạn ở đây mong muốn là mình sẽ mở cái startup, mình làm cho một cái công ty làm về blockchain hay các người kia, thì anh khuyên các bạn là luôn phải suy nghĩ thật kỹ là thật sự là blockchain có cần thiết hay không, hay chỉ đơn giản là mình dùng nó như vậy nó kêu cool hay là sao đó. Thì nó không phải là cái chuyện mình nên làm, bởi vì khi mà mình đi sâu đủ một cái vấn đề đó thì mình sẽ thấy cái technology nó chỉ là một cái phần nhỏ
Và nếu như nó không phải là một cái phần dominant, nó không phải là cái quá quan trọng, thì mình nên sử dụng những cái cách nào mà nó đơn giản, nó đỡ tốn kém hơn. Thì usually các bạn sẽ thấy 10 cái trường hợp các bạn nêu ra thì 9 trường hợp là đã được giải quyết bằng những cách bình thường, cách đơn giản hơn. Thì mình nên chọn cái cách đó, mình phải suy nghĩ rất là kỹ để mà mỗi khi mình quyết định là mình làm một cái dự án gì đó liên quan tới blockchain, thật sự blockchain nó có mang lại cái giá trị. Ok, thì chắc là mình hết giờ hôm nay rồi. Cái Ethereum Ecosystem thì các bạn có thể đọc thêm, mình có thể nói thêm qua trong cái buổi lecture lần sau. Còn chắc anh sẽ coi coi các bạn có câu hỏi gì nữa không ha. Ok, rồi, vậy anh thấy cũng không có câu hỏi nào. Chắc là hôm nay mình dừng cái chờ ở đây ha. Rồi anh sẽ coordinate với lại với ban tổ chức của Phoenix để xem coi là buổi sau mình sẽ timeline như thế nào và sẽ báo lại cho các bạn sớm nhất. Rồi, chúc các bạn một kỳ nghỉ Christmas vui vẻ ha.